Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 98. Thần linh tộc cũng rất kiêng dè thiên đạo. Ác ma nhạn như hiểu nỗi băn khoăn của thần đế, cười nói, bây giờ sợ rồi à? Thần đế nhìn về phía ác ma nhạn nhẹ giọng nói, ngũ duy kiếp năm đó đã phải đánh đổi bằng mạng của tiên tổ và vô số tiền bối của hai tộc chúng ta, còn lần này, ai đến gánh cho chúng ta đây? Thần đế im lặng. Ác ma nhạn lại nói, ta cũng không muốn dính vào nhân quả của hắn, nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta trước mắt. Thần đế im lặng một lúc lâu, sau đó ông ta nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, nếu ngươi muốn chiến tranh, vậy thì chiến thôi. Dứt lời, chân trời sau lưng ông ta đột nhiên nứt ra, vô số cường giả thần linh tộc bay ra. Lúc này, A Mục bên dưới đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, tự ngươi đánh hay cần ta giúp? Diệp Huyên liếc A Mục, đùa gì vậy? Dù hắn đã đột phá đến phàm kiếm tầng 2, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ thần linh tộc và ác ma tộc là chuyện không thể nào. A Mục cười khẽ, sau đó nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế ở chân trời, ác ma nhạn cười nói, đại tế ti, ngươi sẽ không khiến vu tộc bị kéo vào chiến tranh đúng không? A Mục cười nói, sao ngươi biết? Ác ma nhạn nhìn A Mục, vì vu tộc của ngươi còn có một kẻ thù không đội trời chung chính là thiên tộc. A Mục chớp mắt, người đang uy hiếp ta. Ác ma nhạn cười nói, hai tộc chúng ta không hề có địch ý với vu tộc, nhưng nếu đại tế ti cố ý muốn bảo vệ Diệp Huyên, vậy chúng ta chỉ có thể đi đến thiên tộc uống trà thôi. A Mục nhìn ác ma nhạn, người cứ đi uống đi. Dứt lời, hai ông lão áo đen cầm pháp trượng đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, phía sau hai ông lão còn có mười mấy cường giả vu tộc. Vu tộc, thấy cường giả vu tộc xuất hiện. Sắc mặt ác ma nhạn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta vốn rất chắc chắn rằng vu tộc sẽ không giúp Diệp Huyên, vì vu tộc còn một kẻ thù mạnh nữa. Nhưng nàng ta không ngờ vu tộc lại ra tay. Sắc mặt thần đế cũng vô cùng u ám, vu tộc ra tay, vậy vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng rồi. Bên dưới, A Mục nhìn hai người ác ma nhạn, cười nói, hai vị còn đánh nữa không? Ác ma nhạn nhìn A Mục, tại sao? A Mục chớp mắt, nhạn cô nương, hắn là vô thị của ta. Ác ma nhạn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thần đế, đến thiên tộc uống trà đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Thần đế cũng rời đi theo, chẳng mấy chốc, cường giả của thần linh tộc và ác ma tộc đều rời đi. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, làm liên lụy đến vu tộc rồi. A Mục lắc đầu, người vốn là vô thị của ta, liên lụy cái gì chứ? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cũng là chuyện của vu tộc. Diệp Huyên đang muốn đáp lời thì A Mục lại nói, bây giờ, chúng ta phải suy nghĩ hai chuyện. Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện thứ nhất là thiên tộc, chuyện thứ hai là thần công. Nói xong, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, còn chuyện thứ ba nữa, đó chính là những người muốn có được thư phòng đang ẩn mình trong bóng tối kia. A Mục gật đầu, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ có thể liên thủ. A Mục cười đáp, phải. Diệp Huyên chớp mắt, vậy chẳng phải ta sẽ rất nguy hiểm sao? A Mục cười khẽ, hình như là thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Tiểu đạo gật đầu, nói đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt tiểu đạo, có Lục Duy, đúng không? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nơi nàng đến, ngươi không thể đến được. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, cả ngũ duy này có chưa đến 5 người có thể đi tới đó. Nàng có thể đi là vì nàng thật sự rất mạnh, còn ngươi, thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để chú ý đến nơi đó, hiểu không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy mình rất mạnh à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, ai cho ngươi niềm tin lớn thế? Diệp Huyên, tiểu đạo nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sống cho tốt đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu đạo, cô đến từ Lục Duy đúng không? Tiểu đạo dừng bước, người nghĩ vũ trụ này đơn giản, cũng nghĩ ta đơn giản quá rồi. Nói xong, nàng lập tức biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, nàng rất thần bí. Diệp Huyên gật đầu, đừng quan tâm đến nàng, lo việc của chúng ta trước đã. A Mục nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có tính toán gì?
Diệp Huyên cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. A Mục chớp mắt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn có sát khí lóe lên. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên run lên, Diệp Huyên ngây người, một khắc sau, hắn mừng như điên, sau đó, hắn quay lại tháp giới ngục. A Mục cũng đi vào theo. Diệp Huyên đi tới tầng 5, hắn vừa đến tầng 5 đã thấy một cô gái đi ra. Diệp Liên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp Liên hơi nhếch môi, ca ca. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, đột phá rồi à? Diệp Liên gật đầu, đột phá rồi. Nói xong, nàng quan sát Diệp Huyên một lúc, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, huynh mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn chưa đến luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh. Nói đến đây, hắn chợt nhớ đến một chuyện, đó chính là phần mộ kia. Hắn nhìn về phía A Mục gật đầu, đợi lát nữa chúng ta đi tới Vu tộc, sau đó để ngươi đến phần mộ. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta tiến vào phần mộ, e rằng có vài người sẽ không bỏ qua. A Mục gật đầu, đúng là thế, nhưng ngươi phải đi vào, nếu không rất khó để đạt tới luân hồi cảnh. Nếu ngươi có thể đạt tới luân hồi cảnh, thì ác ma nhạn kia sẽ không thể áp đảo được ngươi. Diệp Huyên nói, nhưng ta hơi lo lắng. A Mục trầm giọng nói, ngươi cứ yên tâm đột phá, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Liên nhìn về phía A Mục, cô là. A Mục chớp mắt, ta là đại tế ti của ca ca cô, hắn là Vu thị của ta. Diệp Liên nhìn về phía Diệp Huyên, Vu thị. Diệp Huyên cười nói, vị này là đại tế ti Vu tộc, nàng tên A Mục. Diệp Liên gật đầu. Lúc này, A Mục cất lời, thật ra Diệp Liên cô nương có thể đạt tới chủ tế cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục, là sao? A Mục nhìn Diệp Liên, nền tảng của nàng vô cùng tốt, hoàn toàn có thể bứt phá đến chủ tế cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, nàng chỉ mới đến luân hồi thôi. A Mục cười nói, chủ tế cảnh và luân hồi cảnh không giống nhau lắm, cái chủ tế cảnh không phải ngộ, mà là tài nguyên, hơn nữa về phương diện tâm đắc, Vu tộc ta có cường giả có thể dạy nàng. Diệp Huyên cau mày, có gấp gáp quá không? A Mục lắc đầu, nếu nàng tự đột phá thì chắc chắn là quá gấp, nhưng nếu có tài nguyên và cường giả của Vu tộc ta giúp đỡ thì không, vì nàng rất có thiên phú còn cao hơn cả ngươi, hơn nữa nền tảng của nàng cũng rất tốt. Nói xong, nàng ta im lặng một lát rồi tiếp tục, linh khí của thời đại này không thể sánh bằng linh khí của thời đại chúng ta, người tu luyện của thời đại này vất vả hơn thời đại của chúng ta rất nhiều. Cũng vì thế nên nền tảng của người thời đại này tốt hơn thời đại của chúng ta rất nhiều, có thể nói thời đại này có rất nhiều hạt giống tốt, mà cái bọn họ thiếu chính là tài nguyên và cơ hội. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, chúng ta đi tới Vu tộc. Diệp Liên nhìn A Mục, thật sự có thể sao? A Mục gật đầu, có thể. Diệp Liên im lặng một lát rồi đáp, được. A Mục trầm giọng nói, chuyện này không thể chậm trễ được, bây giờ các ngươi đến Vu tộc với ta. Diệp Huyên gật đầu. Cứ thế, A Mục dẫn hai huynh muội Diệp Huyên rời khỏi Phù Văn Tông, sau đó trở về Vu tộc. Sau khi vào Vu tộc, A Mục đột nhiên nói, bảo Giang Thúc đến tìm ta. Giang Thúc nhanh chóng có mặt, A Mục nhìn Giang Thúc, thông báo với 12 đại vu, cả 36 vu thần tướng, bảo bọn họ tập trung toàn bộ ở Vu Thành. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, bảo tất cả cường giả của Vu tộc tập trung ở Vu Thành. Giang Thúc trầm giọng nói, nhà đầu, sắp có chuyện lớn gì à? A Mục cười nói, không có gì, chỉ là hai người bạn của ta muốn đột phá, sợ có người cố ý làm loạn. Giang Thúc nhìn huynh muội Diệp Huyên, sau đó nói, bọn họ à? A Mục gật đầu. Giang Thúc gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, ông xoay người rời đi. A Mục xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong. Nàng ta dẫn huynh muội Diệp Huyên đi tới một cánh rừng trong thành, sau khi đi tới cánh rừng, nàng ta nói, đưa phần mộ ra đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn vung tay phải lên, phần mộ xuất hiện trước mặt ba người. A Mục nhìn Diệp Huyên, vào đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, trực giác cho ta biết rất nhiều người sẽ không bỏ qua. A Mục cười nói, ta không dám đảm bảo điều gì, nhưng ta sẽ dốc hết khả năng của Vu tộc để bảo vệ ngươi. Diệp Huyên nhìn A Mục, một lúc lâu sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Liên cười nói, muội đợi huynh ra ngoài.
Diệp Huyên gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong phần mộ. Lúc này không phải lúc để quyến luyến không rời. Việc hắn có thể làm chính là mau vào rồi nhanh ra. Vì hắn biết những người trong bóng tối chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để nhằm vào mình thế này. A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Liên, bây giờ cô cũng có thể đi đột phá, ta sẽ sắp xếp cho cô vào nhà thờ tổ của Vu tộc, để linh hồn của tiên tổ Vu tộc qua các triều đại giúp đỡ cô đạt tới chủ tế cảnh. Diệp Liên nhìn A Mục, vì sao lại giúp huynh muội ta như thế? A Mục cười đáp, vì hắn là vô thị của ta. Diệp Liên nhìn A Mục, không nói lời nào. A Mục cười khẽ, ca ca của cô rất tin tưởng ta. Diệp Liên gật đầu, vậy ta cũng sẽ tin tưởng cô. Nói xong, nàng nhìn về phía phần mộ kia, ta đợi huynh ấy ra ngoài trước đã. A Mục gật đầu, nàng ta định cất lời thì lúc này, nàng ta đột nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Diệp Liên hỏi, sao thế? A Mục nhẹ giọng đáp, e rằng họa vô đơn chí rồi. Trong một khu mộ ở nơi xa, một ngôi mộ đột nhiên động đậy, sau đó, một cỗ quan tài bay ra, trên quan tài có rất nhiều lá bùa màu trắng, chẳng mấy chốc, những lá bùa màu trắng kia đã biến mất, một cô gái bay ra từ bên trong quan tài. Cũng trong lúc đó, tất cả cường giả của thiên tộc đều điên cuồng chạy về phía đó. Trong khu mộ, cô gái áo trắng kia xuất hiện. Trên tay nàng ta cầm một cây pháp trượng, đi chân trần. Trước mặt cô gái là Hạo Thiên, A Bố Tạng, Cổ Chiến Thiên, còn có Thiên Long Bát Bộ. Phía sau bọn họ là vô số cao thủ của thiên tộc. Lúc này, gần như tất cả cao thủ đã tỉnh lại của thiên tộc đều đã đến. Cô gái trước mắt chính là thần sư của thiên tộc. Nhìn thấy thần sư, bốn người Hạo Thiên đều hành lễ, mấy cao thủ thiên tộc sau lưng bọn họ thì đều quỳ xuống đất. Thần sư từ từ híp mắt lại, một lúc lâu sau đó, nàng ta mở mắt ra, A Mục tỉnh lại rồi sao? Hạo Thiên gật đầu, đã tỉnh lại, sớm hơn thần sư rất nhiều. Nghe vậy, thần sư híp mắt lại. Lúc này, ác ma nhạn và thần đế đột nhiên xuất hiện. Thần sư nhìn về phía hai người, Hạo Thiên vội vàng giải thích, hai vị này là ác ma nhạn và thần đế của ác ma tộc và thần linh tộc. Lần này bọn họ đến là muốn liên thủ với chúng ta cùng nhau chống lại Vu tộc. Ác ma nhạn cười khẽ, chúc mừng thần sư đã tỉnh lại. Thần sư hỏi, sau khi tỉnh lại, A Mục đã làm gì rồi? Nói trọng tâm. Hạo Thiên trầm giọng đáp, nàng ta nhận một phu thị. Thần sư cau mày. Khoảng nửa canh giờ sau, Hạo Thiên nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này với thần sư. Thần sư khép hờ mắt, im lặng suy nghĩ. Mấy người Hạo Thiên không làm phiền nàng, lặng lẽ đứng đợi ở một bên. Một lúc lâu sau đó, thần sư đột nhiên nhìn về phía ác ma nhạn, mục tiêu của các người là Diệp Huyên kia. Ác ma nhạn gật đầu, chúng ta có thể liên thủ. Hạo Thiên chợt nói, chúng ta vừa nhận được tin bây giờ Diệp Huyên đang đột phá, nếu chúng ta muốn ra tay thì đây chính là cơ hội của chúng ta. Ác ma nhạn cười nói, ác ma tộc của ta cộng thêm thần linh tộc và thiên tộc. Muốn tiêu diệt Vu tộc không phải chuyện khó. Thần sư nhẹ giọng nói, hai vị, ta vừa mới tỉnh lại, thực lực vẫn chưa khôi phục, chuyện tiêu diệt Vu tộc, thiên tộc ta có lòng nhưng không có sức. Nghe vậy, ác ma nhạn hơi nhíu mày, đương nhiên nàng ta biết thần sư là đang từ chối mình. Ác ma nhạn nhìn thần sư, vì sao? Thần sư cười khẽ tiễn khách. Hạo Thiên muốn nói lại thôi. Ác ma nhạn đột nhiên cười nói, thần sư, ta. Thần sư nhìn Hạo Thiên, sao, lời ta nói đã không còn hữu hiệu nữa rồi à? Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thiên lập tức thay đổi, vội vàng nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế, hai vị, xin mời. Ác ma nhạn cười khẽ, được. Nói xong, nàng ta và thần đế xoay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Hạo Thiên nhìn về phía thần sư, thần sư. Thần sư nhẹ giọng nói, đối thủ của chúng ta không phải là Vu tộc nữa. Hạo Thiên hơi khó hiểu, vì sao? Thần sư nhìn Hạo Thiên, trước đây, đối thủ của chúng ta là Vu tộc, đó là vì chỉ Vu tộc có thể đem lại uy hiếp cho chúng ta, cũng chỉ có họ mới có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta. Nhưng bây giờ, ngũ duy kiếp giáng xuống, thứ đem lại uy hiếp lớn nhất cho chúng ta chính lại ngũ duy kiếp. Lúc này, chúng ta nên nhìn xa hơn. Ngũ duy kiếp. Hạo Thiên im lặng. Thần sư lại nói, hai người khi nãy.
Bọn họ muốn lấy được thư phòng của tiên tri, chứ không phải thật lòng muốn giúp chúng ta tiêu diệt vu tộc, hơn nữa bọn họ cũng không có năng lực đó. Khai chiến với vu tộc không hề có lợi với chúng ta. Hình Chiến Thiên, vì sao chúng ta không cướp thư phòng kia? Thần sư nhìn Hình Chiến Thiên, thiên tộc của chúng ta sao phải cần một thư phòng bảo vệ chứ? Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức cảm thấy huyết dịch sôi trào. Cổ Chiến Thiên cười ha ha, thần sư nói rất đúng, thiên tộc ta sao phải cần một thư phòng bảo vệ? Thiên tộc kiêu hãnh. Hạo Thiên hơi do dự, sau đó nói, nhưng Diệp Huyên kia, hắn lấy trộm thần vật của thiên tộc chúng ta, còn nấu cả thiên long nữa. Diệp Huyên. Thần sư từ từ nhắm mắt lại, các ngươi đừng trêu vào người này. Hạo Thiên trầm giọng nói, thần sư, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Thần sư nhẹ giọng đáp, không nhìn thấu được. Thiên Long Bát Bộ chợt lên tiếng, thần sư, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Diệp Huyên kia chẳng những tàn sát Thiên Long tộc ta, còn lấy trộm thần vật của thiên tộc, chúng ta. Thần sư nhìn về phía Thiên Long Bát Bộ, ngươi muốn Thiên Long tộc bị tiêu diệt sao? Sắc mặt của Thiên Long Bát Bộ lập tức thay đổi, thần sư có ý gì? Thần sư nhẹ giọng nói, lúc trước các ngươi từng nhầm vào hắn, cuối cùng thì sao? Hạo Thiên im lặng. Hắn suýt bị cô bé kia đánh chết bằng một quyền. Mà cô bé đó còn không phải là bản thể. Có thể nói nếu cô bé kia là bản thể, thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngoài cô bé kia, sau lưng Diệp Huyên còn có cô gái váy trắng. Dù không biết cô gái váy trắng đã đi đâu, nhưng vừa nhìn đã biết người phụ nữ kia không đơn giản. Một người ngay cả ông ta cũng không nhìn ra sâu cạn, thực lực chắc chắn ở trên ông ta. Mà ông ta vẫn chưa biết rốt cuộc sau lưng Diệp Huyên có bao nhiêu người. Thần sư đột nhiên nhẹ giọng nói, không trêu vào được. Nghe vậy, sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng nhìn về phía thần sư nhẹ giọng nói, không nghe lầm đâu. Chúng ta thật sự không thể trêu vào người kia được, đối với hắn, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là trở thành bạn, hai là không trêu vào hắn. Nói xong, nàng ta nhìn mọi người, không phải ai cũng có thể trở thành vô thị của người phụ nữ kia đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Long Bát Bộ trầm giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? A Bố Tạng cũng trầm giọng nói, thần sư, Diệp Huyên này thật sự quá thần bí. Rốt cuộc lai lịch của hắn ra sao vậy? Thần sư im lặng một lát mới nói, hắn từng đến Bất Chu Thần Sơn, đúng không? Hạo Thiên gật đầu, phải. Thần sư nhìn mọi người, thiên đạo cũng phải nể mặt hắn, chúng ta có tư cách gì gây chuyện với hắn đây? Mọi người. Sau khi rời khỏi hư vô duy độ, sắc mặt của ác ma nhạn và thần đế đều hơi khó coi. Bọn họ vốn cho rằng thiên tộc chắc chắn sẽ liên thủ với mình. Dù sao vu tộc cũng là kẻ thù không đội trời chung của thiên tộc, mà bọn họ không ngờ thần sư lại từ chối bọn họ. Ác ma nhạn cất lời, nàng ta không có lý do gì để từ chối chúng ta cả, trừ khi. Thần đế nhẹ giọng đáp, trừ khi nàng đang sợ điều gì đó. Diệp Huyên. Ác ma nhạn im lặng. Lúc này bình tĩnh lại, trong lòng nàng ta có hơi hối hận. Diệp Huyên này thật sự quá thần bí, ngay cả thiên đạo cũng phải nể mặt hắn. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là Thần Công. Thần Công nhìn hai người ác ma nhạn, ta liên thủ với các ngươi. Ác ma nhạn nhìn Thần Công, các hạ cùng thời đại với thiên đạo đúng không? Thần Công gật đầu, phải. Ác ma nhạn trầm giọng nói, mục đích của ông là gì? Thần Công lạnh nhạt đáp, ngươi yên tâm, ta không muốn thư phòng gì đó trên người hắn, ta chỉ cần Diệp Huyên thôi. Ác ma nhạn nhíu mày, chỉ cần hắn. Vẻ mặt Thần Công không chút cảm xúc, phải. Ác ma nhạn cười nói, lúc này Diệp Huyên kia đang đột phá, là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết hắn, nhưng bây giờ toàn bộ vu tộc đều đang bảo vệ hắn. Với thực lực của chúng ta hoàn toàn không giết được hắn. Thần Công lạnh nhạt đáp, không chỉ có mỗi ta. Ác ma nhạn híp mắt lại, còn có người khác nữa. Thần Công gật đầu, triệu tập cao thủ của ác ma tộc và thần linh tộc các ngươi đi. Nói xong, gã xoay người rời đi. Thần đế cất tiếng hỏi, có nên tin tưởng hắn không? Ác ma nhạn đáp, đến lúc đó nếu chỉ có một mình hắn, chúng ta không ra tay là được. Mọi chuyện đều tùy cơ ứng biến đi. Thần đế gật đầu, được thôi. Hai người nhanh chóng rời đi.
Hiệu cầm đồ thiên đạo. Cô gái một chân đột nhiên bay vào, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn nàng ta, có chuyện gì à? Cô gái một chân trầm giọng nói, nàng đi rồi à? Tiểu đạo im lặng. Cô gái lại hỏi, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu đạo cười nói, cô cảm thấy thế nào? Cô gái một chân lắc đầu, không biết, cho nên mới hỏi cô đấy. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, chuyện xấu. Cô gái một chân thắc mắc, vì sao? Tiểu đạo cười nói, vì không có nàng, phía trên sẽ không kiêng dè nơi này, đối phương chọc giận nàng, để nàng rời khỏi đây, đây là một âm mưu. Nhưng đối phương lại quên một điều. Cô gái một chân trầm giọng tiếp lời, thực lực của nàng. Tiểu đạo gật đầu, thực lực của nàng hoàn toàn không giống những gì phía trên nghĩ, phía trên đã đánh giá thấp thực lực của nàng rồi, ép nàng lên trên chỉ đem lại một tai họa lớn với họ thôi. Cô gái một chân hỏi ngược lại, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiểu đạo nhìn nàng ta, thế ai ngăn cản ngũ duy kiếp đây? Cô gái một chân trầm giọng nói, dù nàng có ở đây cũng chưa chắc sẽ ngăn cản. Tiểu đạo lắc đầu, ý nghĩa việc nàng tồn tại không phải để ngăn cản ngũ duy kiếp, mà là nhân họa sau khi ngũ duy kiếp xuất hiện, ngũ duy kiếp giáng xuống sẽ làm sạch lại thế giới này, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn hủy diệt cả vũ trụ, mà sau ngũ duy kiếp còn sẽ có nhân họa khủng khiếp, đây mới là điều đáng sợ nhất. Cô gái một chân trầm giọng nói, ngũ duy kiếp sẽ khiến rất nhiều người chết đúng không? Tiểu đạo gật đầu, phải. Cô gái một chân nhìn tiểu đạo, cô biết nhiều chuyện thật. Cô không có cách nào ngăn cản sao? Tiểu đạo lắc đầu, chịu thôi, không một ai có thể ngăn cản được cả. Đây là tội nghiệp vạn vật vạn linh tự gây ra, những hậu quả xấu này bọn họ đều phải tự gánh chịu. Nói xong, nàng nhìn về phía cô gái một chân, đây không phải thiên kiếp, đây là nhân tâm kiếp. Nếu muốn phá vỡ nó thì chỉ có một cách, đó là làm cho vũ trụ này trở lại như cũ. Mọi người không còn cướp bóc, không tu luyện, không phá hoại nữa. Để vũ trụ có thể nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có thể, kiếp nạn mới có thể biến mất. Nghe vậy, cô gái một chân híp mắt, lúc này, nàng ta đã hiểu ngũ duy kiếp rồi. Tiểu đạo lại nói, nhưng muốn làm như thế khó khăn đến mấy. Tiên tri từng muốn làm thế, nhưng y cũng phát hiện chuyện này khó như lên trời vậy. Muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ ngũ duy, đó là chuyện không thể nào. Cả cô gái váy trắng cũng không có khả năng đó. Việc nàng có thể làm chính là dùng một kiếm tiêu diệt vũ trụ này, nhưng nàng không thể thay đổi con người ở đây. Nói xong, nàng từ từ nhắm mắt lại, vạn vật vạn linh sống trong vũ trụ này, nhưng lại không quý trọng nó, mà bây giờ, vũ trụ này vì sinh tồn mà muốn hủy diệt. Vạn vật vạn linh hoàn toàn hết cách, vì kẻ muốn hủy diệt bọn họ chính là vũ trụ này, bọn họ muốn phản kháng ư. Phản kháng kiểu gì, hủy diệt đi vũ trụ mà bọn họ đang sống ư. Nói đến đây, nàng lại nhìn cô gái một chân, vạn vật vạn linh có năng lực hủy diệt vũ trụ này, nhưng bọn họ lại không thể cứu được nó, nói cách khác là bọn họ không muốn. Cũng giống cô vậy, cô sẵn lòng bỏ đi tu vi của mình, trả hết mọi thứ lại cho vũ trụ sao? Cô gái một chân yên lặng. Tiểu đạo buông sách cổ trong tay xuống, nhẹ giọng nói, vũ trụ này chưa từng nợ vạn vật vạn linh cái gì cả. Trong hiệu cầm đồ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau đó, cô gái một chân đột nhiên nói, nếu không thể thoát được kiếp này, vậy tiên tri cần gì phải làm những chuyện đó. Tiểu đạo nhìn cô gái một chân, vì hắn đang cố gắng. Cô gái một chân hỏi, hắn muốn làm gì? Tiểu đạo khẽ nói, hắn chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản ngũ duy kiếp, cái hắn muốn là sống lại từ trong sự hủy diệt. Nghe vậy, cô gái một chân trợn mắt, tỏ vẻ khó tin. Phu tộc. Lúc này. Có một cô gái mặc váy trắng đi vào trong vô thành. Không ai ngăn cản nàng ta cả, cứ thế, cô gái váy trắng đi tới một cánh rừng, ở nơi đó, nàng ta gặp được A Mục và Diệp Liên. A Mục nhìn về phía cô gái váy trắng, A Thiến, đã lâu không gặp. Cô gái tên là A Thiến trước mắt chính là thần sư của thần tộc. A Thiến nhìn phần mộ phía xa, cười nói, luân hồi. A Mục gật đầu. A Thiến khẽ nói, ngươi nhanh hơn ta một bước. A Mục cười nói, sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện thế giới này khác với những gì chúng ta từng nghĩ. A Thiến nhìn xung quanh, đúng là khác thật. A Mục chớp mắt, tỷ nghĩ sao? A Thiến nhìn về phía A Mục, còn nghĩ sao được nữa? A Mục cười, xem ra chúng ta nghĩ giống nhau.
A Thiến nhìn chằm chằm A Mục, rốt cuộc người phụ nữ kia mạnh đến mức nào? Không biết. Ngươi cũng không biết ư? A Mục gật đầu, không biết. A Thiến khẽ nói, vì sao thời đại này lại tồn tại người như thế? A Mục cười, nàng đã đi rồi. A Thiến híp mắt lại, đi đến Lục Duy sao? A Mục gật đầu, có lẽ là thế. Lục Duy. Hai cô gái đều im lặng. Thật ra thì bọn họ không biết gì về Lục Duy trong truyền thuyết kia cả. Cả thời đại thần ma cũng không có ai có thể thăm dò được Lục Duy. A Thiến im lặng một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, tỷ, ta cần tỷ giúp. A Thiến không quay đầu lại, xem tâm trạng của ta. Nói xong, nàng ta đã biến mất ở cuối chân trời. A Mục cười. Diệp Liên đột nhiên nói, nàng sẽ giúp chứ. A Mục gật đầu, sẽ. Đương nhiên nội tâm nàng là muốn tiêu diệt phu tộc, nhưng nàng sẽ giúp đỡ. Diệp Liên thắc mắc, vì sao? A Mục nhẹ giọng nói, vì nàng biết chỉ khi phu tộc liên thủ với thiên tộc mới có thể chống lại ngũ duy kiếp. Giống như năm đó vậy. Nếu hai tộc chúng ta không hoàn thành thỏa thuận thì không một ai dám ngủ say cả. Diệp Liên nói, vì sao bây giờ các cô không thể ngủ say nữa? A Mục lắc đầu, ngủ say một lần đã dùng hết vốn liếng của hai tộc chúng ta rồi, chúng ta không có năng lực để tất cả tộc nhân ngủ say mà không chết một lần nữa. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, lần này, chúng ta chỉ có thể chống lại nó thôi. A Thiến rời khỏi hư vô duy độ, đi tới hiệu cầm đồ thiên đạo. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn A Thiến, cười nói, thần sư thần tộc. A Thiến khẽ đáp, chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo hỏi, có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Tiểu đạo gật đầu, cô nói đi. A Thiến nhìn tiểu đạo cô nương đến từ Lục Duy à? Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này ta từ chối trả lời. A Thiến im lặng một lát rồi lại hỏi, tiểu đạo cô nương, tiên tri cũng đến từ Lục Duy đúng không? Tiểu đạo im lặng. A Thiến nhìn tiểu đạo, không thể nói sao. Tiểu đạo lắc đầu, thân phận của hắn rất đặc biệt, ta cũng không biết nên nói với cô thế nào. Ta cũng khuyên cô đừng quan tâm đến thân phận của hắn, cô không thể chạm đến được đâu. A Thiến đột nhiên hỏi, Diệp Huyên thì sao? Tiểu đạo im lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp. Cô đã chọn không đối đầu với hắn, đúng không? A Thiến cười đáp, vẫn chưa chắc lắm. Vì theo ta biết, bây giờ hắn có rất nhiều kẻ thù. Mà hình như chỗ dựa lớn nhất của hắn đã rời khỏi giới này rồi. Tiểu đạo nhìn A Thiến, cô sẽ không đối địch với hắn. Sở dĩ cô nói thế là muốn ta tiết lộ nhiều tin tức liên quan đến hắn hơn. A Thiến cười khẽ thật ngại quá. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, người đời đều biết cô gái váy trắng đã đi. Nhưng các cô cho rằng sau lưng hắn chỉ có một cô gái váy trắng thôi sao? Nghe vậy, A Thiến híp mắt lại, còn có ai nữa? Tiểu đạo nhìn A Thiện, tên con ông cháu cha này, ta không muốn nói nhiều chuyện liên quan đến hắn. Nói tới lại thấy phiền. A Thiến! Tiểu đạo đột nhiên đứng dậy, ta cho cô biết, thật ra thư phòng kia rất hữu dụng. A Thiến nhìn tiểu đạo, hữu dụng đến mức nào? Tiểu đạo cười nói, thật sự có thể bảo vệ thiên tộc của cô thoát được ngũ duy kiếp. A Thiến cười hỏi, cô nương hy vọng ta đối đầu với hắn sao? Tiểu đạo lắc đầu, ta muốn cảnh cáo thôi, ai cướp đi thư phòng, người đó sẽ phải chết. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm A Thiến, ngoài tên con ông cháu cha này, không ai có thể giữ thư phòng kia được cả. A Thiến híp mắt lại, thư phòng đến từ Lục Duy sao? Tiểu đạo bật cười, cô đoán đúng được một chút rồi đấy. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. A Thiến đứng im lặng trong hiệu cầm đồ rất lâu. Hư vô duy độ. Sau khi đi vào trong phần mộ, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một hơi thở chết chóc. Chết chóc. Luân hồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt thấy mình hiểu được một chút rồi. Sau đó, Diệp Huyên nằm xuống trong phần mộ. Luân hồi như thế nào? Diệp Huyên nằm im trong phần mộ, bắt đầu lĩnh ngộ. Bên ngoài phần mộ, Diệp Liên đang ngồi im, cứ nhìn phần mộ như thế. A Mục đi tới bên cạnh Diệp Liên, cười nói, không sao đâu, không cần quá lo lắng. Diệp Liên nhìn về phía A Mục, cảm ơn cô đã giúp ca ca của ta. A Mục lắc đầu, khách sáo rồi. Diệp Liên đang muốn nói gì đó,
nhưng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở chân trời xa xôi, tiếp theo đó, một người đàn ông trung niên cũng xuất hiện trên bầu trời Vu Thành. Người đó chính là Thần Công. Vào khoảnh khắc Thần Công xuất hiện, gã lập tức nhìn thẳng vào Diệp Liên. Gã từng điều tra Diệp Huyên, gã phát hiện, trong lòng Diệp Huyên, Diệp Liên là quan trọng nhất, có thể nói là chỉ cần bắt Diệp Liên, gã muốn Diệp Huyên làm gì cũng được. Diệp Huyên là nhân vương, một khi bị gã khống chế, gã có thể có được vô cùng vô tận lợi ích. Thần Công vừa xuất hiện, Ác Ma Nhạn và Thần Đế đã xuất hiện sau lưng gã, ngoài hai người này còn có một ông lão áo đen và một người đàn ông thần bí thân người đầu chim. Trong hai tay áo của ông lão áo đen có hai ngọn lửa đỏ như máu. Còn người đàn ông thân người đầu chim kia thì cầm hai cây búa điện có tia sét lấp lóe. Chân trời, Thần Công nhìn về phía A Mục, cô bé Vu tộc, chúng ta cũng có quen biết với tổ tiên của Vu tộc ngươi, không muốn tàn sát Vu tộc, chuyện lần này cũng không liên quan đến Vu tộc, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta chỉ sẽ đưa Diệp Huyên đi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Vu tộc. A Mục chớp mắt, ông không sợ cô gái váy trắng nữa sao? Khóe mắt Thần Công khẽ giật. Cô gái váy trắng. Đương nhiên ông ta vẫn chưa quên người phụ nữ thần bí kia. Thần Công cười nhạt, cô gái váy trắng. Ngày đó nếu không phải vì ta khinh địch, nàng ta có thể làm gì ta? Thần Công ta từng sợ ai chứ? A Mục chớp mắt, sau đó lắc đầu, về độ mặt dày, ông đúng là ngang sức ngang tải với hắn. Thần Công nổi giận, cô bé Vu tộc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Diệp Huyên kia ra đây, nếu không, hôm nay sẽ là ngày Vu tộc bị tiêu diệt đấy. A Mục đột nhiên nhẹ giọng nói, muốn đưa hắn đi, các ông chỉ có thể bước qua xác tất cả mọi người của Vu tộc ta thôi. Thần Công híp mắt lại, giết. Dứt lời, gã đè tay phải xuống dưới, trong nháy mắt, vô số dòng nước xuất hiện từ chỗ chân trời, một khắc sau. Dòng nước kia đột nhiên biến thành 12 con rồng nước dài đến nghìn trượng, sau khi Thần Công vung tay phải, 12 con cự long đó lập tức bay xuống từ phía chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Bên dưới, sau lưng A Mục đột nhiên xuất hiện hai ông lão áo đen, một khắc sau, hai ông lão áo đen bay lên, trong nháy mắt, vô số khí đen tựa như một tấm lưới lớn bao trùm lấy mấy con rồng nước. Ầm ầm, cả chân trời rung lên. Hai ông lão áo đen cố ngăn chặn những con rồng nước kia. Thần Công xa sầm mặt, gã tiến lên một bước, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thủy vực vừa xuất hiện, những làn khí đen của hai ông lão lập tức bị chấn áp, chẳng mấy chốc, nó đã bị 12 con rồng nước ăn mòn gần hết, 12 con rồng nước tiếp tục lao xuống từ nơi chân trời. Nếu nó lao xuống tới nơi, toàn bộ Vu Thành sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là tộc trưởng Vu Thời của Vu tộc. Vu Thời nhìn 12 con rồng nước kia, vẻ mặt không chút cảm xúc, tay phải ông nắm chặt thành quyền, một lực lượng mạnh mẽ tập trung trong tay ông, sau một thoáng yên tĩnh, ông đột nhiên đấm một phát về phía chân trời. Nắm đấm đánh ra, một quyền mang tựa như tia sáng mặt trời bao phủ khắp chân trời. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, quyền mang kia thoáng chốc đánh tan 12 con rồng nước. Sau đó, Vu Thời bay lên cao, đánh một quyền về phía Thần Công. Trong mắt Thần Công lóe lên lệ khí, gã biến thành một dòng nước biến mất. Xoẹt! Một tiếng xé rách vang vọng khắp chân trời, sau đó, một tiếng nổ động trời vang lên. Bầu trời của Vu Thành rung động kịch liệt, Vu Thời lùi lại mấy trăm trượng, nhưng sau khi dừng lại, ông lại tiếp tục xông lên. Thân thể xé rách không gian. Thần Công ở phía xa đột nhiên gào thét, một áp lực vô hình xuất hiện. Thủy vực. Sau khi thủy vực xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ lập tức trấn áp Vu Thời. Trong thủy vực, Vu Thời thét lên một tiếng, đấm một phát về phía trước mặt. Thủy vực chấn động kịch liệt, sắc mặt Thần Công thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thấy cảnh này, Thần Công giật mình. Gã quay đầu nhìn mấy người ông lão áo đen ở cách đó không xa, ta giữ chân người này, các người ra tay. Đừng nương tay, thẳng tay tiêu diệt toàn bộ Vu tộc. Nói xong, gã lao về phía Vu Thời. Chân trời xa xa, ông lão áo đen nhìn xuống dưới, trong mắt ông ta có hai ngọn lửa đang bốc cháy, nếu Vu tộc muốn bị diệt như thế, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, cả người ông ta thoáng chốc bốc cháy, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên.
không gian xung quanh ông ta cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Không gian nơi này hoàn toàn không chịu đựng được. Vào lúc ông lão áo đen muốn ra tay, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó chính là đại tế ti đời trước của Vu tộc. Đại tế ti đời trước nhìn ông lão áo đen, hơi nhếch miệng, tiêu diệt Vu tộc ta. Ông nghĩ ông là ai? Dứt lời, nàng ta chợt mở lòng bàn tay ra, một khắc sau, một tia sét màu đen rơi vào lòng bàn tay của nàng, sau đó, nàng ta mang theo tia sét lao về phía ông lão áo đen. Nơi nàng ta đi qua có điện quang không ngừng lóe lên. Sắc mặt ông lão ở phía xa đột nhiên trở nên dữ tợn, ông ta đè hai tay về phía trước, ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời biến thành một biển lửa. Trong biển lửa đó có tia chớp lóe lên, chấn động đất trời. Ác ma nhạn và thần đế ở phía xa xa sầm mặt. Vì bọn họ phát hiện người phụ nữ này đang áp đảo người đàn ông áo đen. Cao thủ Vu tộc mạnh hơn dự đoán của hai người họ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía cao thủ thân người đầu chim ở cách đó không xa, gã cao thủ tung người nhảy lên, sau đó lao xuống từ phía chân trời. Xoẹt! Trong nháy mắt, vô số tia chớp đánh xuống từ phía chân trời. Tia chớp đánh xuống tựa như muốn đánh nát vùng đất này, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hai ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện ở bầu trời Vu tộc, hai ông lão áo đen tay cầm pháp trượng đen nhanh chóng đọc thầm, sau đó, vô số chữ cổ màu đen xuất hiện ở chân trời, những chữ cổ màu đen lại bắt đầu ăn mòn từng tia chớp. Thấy tia chớp của mình bị ngăn lại, người chim thét lên một tiếng, không ngừng cua búa điện trong tay. Ầm ầm. Vô số tia chớp đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau đó trút xuống như mưa rền gió dữ. Thần đế ở phía xa đột nhiên hỏi, ra tay không? Ác ma nhãn lắc đầu, Vu tộc này còn chưa lấy hết lá bài tẩy ra, bây giờ chúng ta ra tay sẽ đem lại tổn thất rất lớn. Thần đế hỏi, đợi. Ác ma nhãn gật đầu, nàng ta nhìn thần công ở phía xa, chắc chắn gã vẫn còn lá bài tẩy. Đợi gã sử dụng nó đã. Thần đế trầm giọng nói, những cao thủ thời đại thiên đạo này có thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ với bọn họ chẳng khác nào bảo hổ lột da. Ác ma nhãn lắc đầu, không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Chỉ có thể tìm chiến thắng trong nguy hiểm thôi. Thần đế im lặng. A Mục ở bên dưới nhìn lên chân trời, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thời đại thiên đạo. Thần công đến từ thời đại thiên đạo, Vu tộc phải chống lại cường giả từ thời đại thiên đạo. Tất nhiên họ không dám coi thường. Đây là thời đại sớm hơn cả thời đại của Vu tộc. Lúc này, Vu thời ở chân trời đột nhiên bị thần công đánh lui. Sau khi đánh lui Vu thời, thần công không ra tay nữa. Gã nhìn xung quanh, sau khi thấy người của mình đều bị Vu tộc ngăn cản, sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bên dưới, A Mục đột nhiên chỉ vào ác ma nhạn, thủy lão đầu, ông có thể bảo bọn họ ra tay. Bọn họ vẫn luôn đứng xem kịch kìa. Nghe vậy, thần công nhìn về phía hai người ác ma nhạn híp mắt lại, rõ ràng đại tế ti Vu tộc này đang ly gián. Rõ ràng thần công cũng nhìn ra, gã không nói gì nhiều mà quay đầu nhìn xuống A Mục bên dưới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. A Mục chớp mắt, để ta suy nghĩ. Ác ma nhạn lên tiếng, nàng ta đang kéo dài thời gian. Thần công nhìn A Mục, nếu ngươi muốn chết. Vậy ta sẽ cho ngươi được như ý. Dứt lời, gã xoay người rạch nhẹ một cái, không gian nứt ra, một khắc sau, từng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên truyền ra từ chỗ không gian bị nứt. A Mục ở bên dưới híp mắt lại, quái vật gì vậy? Diệp Liên đi tới bên cạnh A Mục, còn bao lâu nữa ca ca mới ra ngoài? A Mục trầm giọng nói, còn sớm. Diệp Liên im lặng. Chân trời, đột nhiên có những bóng đen bay ra từ chỗ không gian bị nứt. Những bóng đen này trông rất giống ma, mặt mũi dữ tợn, cực kỳ khó coi, sau lưng có hai cánh. Diệp Liên ở bên dưới hỏi, đây là gì? A Mục nhìn đám quái vật, nhíu chặt mày, không biết. Bên kia, sau khi đứng trong bóng tối nhìn thấy đám quái vật này, tiểu đạo cũng nhíu mày, thần công này đúng là to gan. Không ngờ lại thả những sinh linh hắc ám bị thiên đạo nhốt ra. Cô gái một chân ở bên cạnh tiểu đạo hỏi, sinh linh hắc ám. Tiểu đạo gật đầu, thời đại thiên đạo có một vài sinh vật sống trong bóng tối, những sinh vật này cũng là một trong những sinh linh của vũ trụ, bọn chúng sinh cùng bóng tối, chết cùng bóng tối. Bọn chúng hung ác bẩm sinh, vô cùng tàn nhẫn, cuối cùng thiên đạo phải ra mặt trấn áp,
sau đó phong ấn ở hắc ám giới, không ngờ thần công này lại thả chúng ra. Gã thật sự nghĩ thiên đạo đã chết rồi ư? Nói đến đây, nàng như nghĩ đến điều gì, híp mắt lại, không đúng, chắc chắn gã sẽ không to gan như thế, chắc chắn là có chỗ dựa. Cô gái một chân nhìn về phía thần công, chắc chắn gã vẫn còn lá bài tẩy không sợ thiên đạo. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, người phị nữ kia vừa mới đi đã có vô số yêu ma quỷ quái xuất hiện. Phu tộc gặp nguy rồi. Lúc này, trong Vu Thành, sắc mặt của A Mục cũng trở nên nặng nề, vì khắp nơi trên bầu trời của Vu Thành đều là những sinh vật hắc ám đó. Số lượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hơi thở của sinh linh hắc ám này rất mạnh. Vô cùng mạnh. Toàn bộ Vu Thành tối đen như mực. Vì trên không trung toàn là sinh linh hắc ám, những sinh linh này không ngừng gào thét, âm thanh vô cùng chói tai, vô cùng khó nghe. Lúc này, thần công đột nhiên thét lên, giết. Gã vừa dứt lời, những sinh linh hắc ám kia lập tức lao xuống dưới tựa như đê vỡ, hủy thiên diệt địa. Bên dưới, sắc mặt vô số cao thủ Vu tộc lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc này A Mục đột nhiên vung tay phải lên, một bức vẽ cổ bay lên không trung. Bát quái đồ. Khi bát quái đồ xuất hiện ở chân trời, nó không ngừng rung lên, chẳng mấy chốc, một bát quái trận bao trùm lấy bầu trời Vu Thành, lúc này, những sinh linh hắc ám kia đâm thẳng lên trên. Bát quái trận. Oanh 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 oanh. Thiên địa đột nhiên liên tục vang lên tiếng nổ. Bát quái trận chặn lại rồi. Nhưng những sinh linh hắc ám kia vẫn không ngừng tông vào bát quái trận, dưới sự va chạm của chúng, dù bát quái trận có cứng cỏi đến mấy. Nhưng sắc mặt A Mục ở bên dưới vẫn hơi nhợt nhạt. Bát quái trận có thể đỡ được, nhưng nàng ta không thể chịu được. Vì bát quái trận sẽ tiêu hao linh khí và tinh thần lực của nàng. Ở chân trời, ác ma nhạn nhìn những sinh linh hắc ám kia, nét mặt vô cùng nặng nề. Lá bài tẩy của thần công là thứ nàng ta không ngờ đến, nếu những sinh vật hắc ám này đi tới chiến trường cổ, ác ma tộc và thần linh tộc có liên thủ của không đỡ được. Quá đáng sợ. Lúc này, vô số cao thủ Vu tộc đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, lúc này, tất cả cao thủ Vu tộc đều đã tập trung. Sắc mặt A Mục ngày càng tái nhợt, nàng ta sắp không nhịn được nữa rồi, việc này quá mất sức, quá nặng nề. Phu thời nhìn A Mục, sau đó nói, tất cả người của Vu tộc nghe lệnh, theo ta chiến đấu. Dứt lời, ông lao thẳng lên chân trời. Bên dưới, vô số cao thủ Vu tộc bay lên cao. Lúc này, A Mục lui khỏi bát quái trận. Bát quái trận vừa biến mất, những sinh linh u ám kia lập tức điên cuồng lao về phía cao thủ Vu tộc. Thấy cảnh này, A Mục không nhịn được siết chặt hai tay. Vì hai bên vừa giao thủ, Vu tộc đã nằm ở thế yếu. Những sinh linh hắc ám kia quá đông. Số lượng ít nhất gấp 10 lần Vu tộc. Chẳng những thế, trong không gian hắc động đen như mực kia vẫn còn có vô số sinh linh hắc ám không ngừng lao ra. Tựa như vô cùng vô tận vậy. Mà cả Vu tộc không có một ai lùi bước. Tiếp tục đánh như thế, Vu tộc sẽ xong đời. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chân trời phía xa, 100 cao thủ mặc áo trắng mang đao đang lao nhanh tới. Sau lưng 100 cao thủ đeo đao này còn có mấy nghìn cao thủ tay cầm trường thương. Quân đoàn bất bại. Ác ma nhạn đột nhiên nổi giận nói, ra tay. Dứt lời, không gian sau lưng nàng ta và thần đế đột nhiên nứt ra, vô số ác ma và thần linh lao ra từ trong khe hở không gian. Quân đoàn ác ma và quân đoàn thần linh. Cường giả của hai quân đoàn này xông thẳng về phía quân đoàn bất bại. Việc bọn họ muốn làm chính là ngăn cản người của A-La giúp đỡ Vu tộc. Vì tiếp tục đánh như vậy, Vu tộc sẽ nhanh chóng bại trận. Ác ma nhạn nhìn về phía xa, cười nói, bất bại A-La. Nghe nói ngươi là người đánh nhau giỏi nhất Hàn Võ Kỷ, xuất hiện so hai chiêu không? Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Ác ma nhạn giơ tay phải, một bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện. Ác ma chi thủ. Kiếm quang chém tới. Ác ma nhạn lập tức lui lại mấy trăm trượng. Mà chỗ nàng ta đứng khi nãy có một cô gái khác đang đứng. Người đó chính là bất bại A-La. A-La tay cầm kiếm vĩnh sinh, nàng ta nhìn ác ma nhạn ở phía xa, người nghĩ mình là ai? Dứt lời, nàng ta lại rút kiếm một lần nữa. Xoẹt!
Một tia kiếm quang lóe lên. Chân trời phía xa, sắc mặt ác ma nhãn thay đổi, cánh ác ma sau lưng nàng ta chợt vỗ một cái, nàng ta lập tức biến thành một tia sáng đen rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc này, A-la phía xa đột nhiên đâm một kiếm sang bên phải. Ầm. Sau một tiếng nổ vang, một bóng đen thoáng chốc lùi xa mấy trăm trượng. Đó chính là ác ma nhạn. Sau khi ác ma nhạn dừng lại, sắc mặt nàng ta trở nên nặng nề. Nàng ta và A-la đều là chủ tế cảnh, nàng ta vốn cho rằng thực lực của mình và A-la không chênh lệch mấy, nhưng bây giờ xem ra chiến lực của A-la vượt xa nàng ta. Kiếm tu. Cùng cảnh giới, kiếm tu luôn mạnh hơn. A-la nhìn vu tộc phía xa, nàng ta cau mày, nếu tiếp tục như thế, vu tộc sẽ thất bại thảm hại. A-la đang muốn chém ra, lúc này, ác ma nhạn và thần đế xuất hiện trước mặt nàng ta. Ác ma nhạn nhìn A-la, A-la, ngươi cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này? Ngươi, A-la chợt nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, nàng ta chợt biến thành một tia kiếm quang bay ra. Ác ma nhạn híp mắt lại, cùng liên thủ ngăn cản nàng ta. Nói xong, nàng ta và thần đế lập tức biến mất. Dù hai người liên thủ, nhưng vẫn bị A-la áp chế. Hơn nữa còn là áp chế hoàn toàn. Hai người chống lại A-la, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng A-la cũng tạm thời không thể đi tiếp viện. Người A-la dẫn đến cũng bị cường giả của ác ma tộc và thần linh tộc ngăn cản. Trong thành, sắc mặt A Mục vô cùng u ám. Nếu còn tiếp tục như thế, vu tộc sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Vì những sinh linh hắc ám kia ngày càng đông hơn. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mục, trong mắt A Mục lộ vẻ ngạc nhiên, cô. Người vừa xuất hiện không phải ai khác mà chính là dị thú kinh. Dị thú kinh vẫn luôn có mâu thuẫn với Diệp Huyên. Dị thú kinh nhìn A Mục, hờ hững nói, cần giúp không? A Mục gật đầu, cần. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía đám sinh linh hắc ám kia, sau một hồi im lặng, ả ta đột nhiên quát to, vạn thú xuất hiện. Dứt lời, ả ta biến thành một truyền tống trận to lớn, trong nháy mắt, vô số dị thú lao ra từ trong truyền tống trận. Dị thú vô cùng đông. Lúc này, tất cả dị thú trong dị thú kinh đều ra ngoài. Có sự gia nhập của những dị thú này, cao thủ vu tộc cũng thả lỏng hơn. Nét mặt A Mục cũng trở nên nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng trở nên nặng nề. Nơi chân trời, cô gái một chân bên cạnh Tiểu Đạo đột nhiên nhẹ giọng nói, tại sao dị thú kinh muốn ra tay? Tiểu Đạo hờ hững đáp, nàng ta chọn phe rồi. Cô gái một chân nhìn Tiểu Đạo, Diệp Huyên sao? Tiểu Đạo cười hỏi lại, đây chẳng phải là một chuyện vô cùng rõ ràng rồi sao? Nói xong, nàng nhìn về phía cô gái một chân, cô không chọn phe à? Cô gái một chân yên lặng. Phía xa, nhờ dị thú kinh mang theo dị thú gia nhập, tình thế có chút thay đổi, nhưng những sinh vật hắc ám kia vẫn không ngừng xuất hiện. Dần dần, dị thú và vu tộc lại bị áp chế một lần nữa. Bên dưới, A Mục nhìn lên chân trời, nàng ta cau mày, những sinh linh hắc ám kia vẫn không ngừng xuất hiện. Những thứ này là từ đâu tới? Lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh A Mục. Người đó chính là thần sư A Thiến của thần tộc. A Thiến nhìn chân trời, một khắc sau, những hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo đến nơi này từ bốn phương tám hướng. Thiên tộc ra tay rồi. Vô số cao thủ thiên tộc nhanh chóng xuất hiện. Khi cao thủ thiên tộc ra tay, tình thế thoáng chốc nghịch chuyển. A Mục nhìn về phía A Thiến, cảm ơn. A Thiến không nói gì. Nàng ta có ba sự lựa chọn, đứng về phía thần công, tiêu diệt phu tộc. Không thể không nói lựa chọn này vô cùng hấp dẫn, vì bây giờ vu tộc bị vây công, nếu thiên tộc gia nhập thần công, muốn tiêu diệt vu tộc thật sự không khó khăn lắm. Lựa chọn thứ hai chính là lặng lẽ theo dõi tình thế, để vu tộc và thần công lưỡng bại câu thương, thiên tộc thì vẫn giữ được lực lượng. Mà lựa chọn thứ ba chính là giúp đỡ vu tộc. Cuối cùng, nàng ta vẫn chọn giúp đỡ vu tộc. Giúp đỡ vu tộc thì chẳng khác nào giúp đỡ Diệp Huyên cả. Sau khi thiên tộc tham gia, dù những sinh linh hắc ám kia vẫn rất đông, nhưng cũng bị áp đảo. Thấy cảnh này, sắc mặt thần công trở nên cực kỳ khó coi. Gã không ngờ lúc này lại có nhiều người giúp đỡ Diệp Huyên như vậy. Thần công nhìn xuống dưới, cuối cùng, gã lại nhìn phía không gian tối đen kia, sinh linh hắc ám từng suýt hủy diệt vũ trụ chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư.
Sau một thoáng yên tĩnh, không gian tối đen chợt chấn động, một khắc sau, mấy bóng đen lao ra từ bên trong. Những bóng đen này trông giống yêu thú, dáng người tựa như một ngọn núi nhỏ, đen nhánh, khi chúng nó xuất hiện ở chân trời, bầu trời bên trên Vu Thành lập tức trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, phía sau những bóng đen này còn có mấy chục tàn ảnh tựa như âm hồn, sau khi những tàn ảnh này xuất hiện, cao thủ thiên tộc và Vu tộc đua nhau ngã xuống với tốc độ chóng mặt. Thấy cảnh này, A Thiến nhíu mày, nàng ta lên tiếng, A Bố Tạng. Dứt lời, A Bố Tạng đột nhiên xuất hiện trước mặt A Thiến, A Thiến nghiêm túc ra lệnh, mở cửa minh phủ. A Bố Tạng nhìn A Thiến, thần sư, người nghiêm túc sao? A Thiến không nói gì. A Bố Tạng không hỏi thêm nữa, ông ta xoay người nhìn về phía chân trời, chắp hai tay đọc thầm, một lát sau, một cánh cửa đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, một khắc sau, vô số oan hồn ác quỷ lao ra từ trong cánh cửa đỏ. Đây đều là ác quỷ bị minh phủ nhốt. Những ác quỷ này như nổi điên lao về phía những sinh linh hắc ám kia, nhưng những ác quỷ này hoàn toàn không phải đối thủ của sinh linh hắc ám, còn chưa đến gần đã bị chém chết gần hết. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía A Mục, Đại Tế Ti, cho ta mượn dùng thần vương tỏa. Mượn. Không thể không nói, lúc này tâm trạng Hạo Thiên vẫn hơi phức tạp. Thứ đó trước đây là của thiên tộc. A Mục vung tay phải lên, trả ngươi đấy. Dứt lời, thần vương tỏa kia bay đến trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên không phí lời, ông ta ngồi trên thần vương tỏa, khép hờ mắt, sau đó thét lên, thần vực trấn áp. Sau câu lệnh của Hạo Thiên, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ chân trời. Thần vực. Trong thần vực này, tốc độ và chiến lực của những u linh hắc ám này lập tức bị suy yếu, nhưng nó vẫn rất mạnh. Không chỉ có những u linh hắc ám kia, còn có những cự linh hắc ám nữa, những cự linh hắc ám này có hình thể to lớn, sức tàn phá vô cùng đáng sợ. Bên phía Vu tộc và thiên tộc vẫn không chiếm được lợi thế. Lúc này, thần công kia đột nhiên thét lên, vẫn chưa đủ. Gã vừa dứt lời, không gian đen kịt sau lưng gã đột nhiên có một người đàn ông trung niên bay ra, người đàn ông trung niên rất giống với con người, nhưng cả người gã ta đen nhánh, xung quanh còn có vô số khí đen lượn lờ. Người đàn ông trung niên cầm một cái lưỡi hái màu đen trong tay. Người đàn ông trung niên nhìn thần công gằn giọng nói, chỉ ngươi thôi. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, vẫn đang chạy đến. Thần công chỉ Diệp Liên bên dưới, bắt lấy nàng, chỉ cần bắt được nàng, chúng ta sẽ có thể khiến Diệp Huyên kia đầu hàng dễ như trở bàn tay. Người đàn ông trung niên nhìn xuống Diệp Liên bên dưới, một khắc sau, gã ta biến thành một tia sáng đen biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Liên, lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên từ trước mặt Diệp Liên. Người đàn ông trung niên vung lưỡi hái trong tay về phía trước. Tia sáng trắng không bị chém vỡ, còn người đàn ông trung niên lại lùi xa cả trăm trượng. Một cô gái đứng trước mặt Diệp Liên. Chính là A Thiến. Dù A Mục không biết đánh nhau, nhưng A Thiến thì biết. Hơn nữa thiên tộc là tộc giỏi đánh nhau nhất. Người đàn ông trung niên quan sát A Thiến, cười nói, lại là một phụ nữ. A Thiến lạnh lùng hỏi, phụ nữ thì sao? Dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Phía xa, người đàn ông trung niên híp mắt lại, gã ta đang định ra tay thì lúc này, A Mục đột nhiên quát lên, định. A Mục vừa nói xong, người đàn ông trung niên cảm thấy cả người tê dại, dù chỉ trong nháy mắt, nhưng nó lại như muốn lấy mạng gã ta. Gã ta còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng trắng đã xoẹt qua cổ họng. Xoẹt! Đầu của người đàn ông trung niên rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe. Vào khoảnh khắc đầu rơi xuống, gã ta còn kịp đưa mắt nhìn về phía A Mục. A Mục chớp mắt, ta không biết đánh nhau, nhưng ta biết giúp đỡ, hì hì. Người đàn ông trung niên chết không nhắm mắt. Là gã ta sơ suất. Thật sự sơ suất rồi. Nếu không, thần sư tuyệt đối không thể giết chết gã ta được. Thần sư nhìn A Mục, sau đó nhìn về phía thần công ở chân trời, lúc này sắc mặt thần công vô cùng khó coi. Khó khăn lắm mới có một cao thủ đến, nhưng cứ thế bị giết chết rồi. Ông ta lạnh lùng nói, thật là một tên ngu ngốc. Trận chiến vẫn còn đang diễn ra, trước mặt, thực lực hai bên đang ngang bằng nhau, nhưng sắc mặt A Mục và A Thiến lại ngày càng nặng nề, vì những sinh linh hắc ám kia vẫn đang không ngừng bay ra từ chỗ khe hở.
thật sự như vô cùng vô tận. Nếu còn tiếp tục đánh như thế, dù là thiên tộc và vu tộc cũng sẽ bị giết chết dần. A Thiến khẽ nói, tiếp tục như vậy cũng không phải cách. A Mục gật đầu. Những sinh linh hắc ám này không ngừng kéo tới, hơn nữa rõ ràng thần công vẫn đang đợi, đợi sinh linh hắc ám mạnh hơn xuất hiện, nếu còn tiếp tục như thế, vu tộc và thiên tộc sẽ tiêu đời. Lúc này, truyền tống trận sau lưng thần công đột nhiên truyền tới một tiếng vang, sau đó, một hư ảnh bay ra. Nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Sắc mặt của thần công cũng trở nên nặng nề. Hư ảnh tham lam hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, thế giới lâu ngày không gặp. Thần công chỉ vào Diệp Liên bên dưới, khống chế người này là sẽ có thể khống chế Diệp Huyên. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Liên bên dưới, một khắc sau, gã ta biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt! Bầu trời bên trên Vu Thành đột nhiên xuất hiện một lỗ to. A Thiến ở trước mặt Diệp Liên cầm pháp trượng màu trắng chỉ về phía trước, trên đầu pháp trượng có luồng sáng trắng rọi xuống. Mà lúc này, một quyền ấn đột nhiên đánh lên trên tia sáng trắng kia. Ầm, tia sáng trắng vỡ nát. Hư ảnh trước mặt A Thiến vừa định ra tay một lần nữa thì lúc này, A Mục bên cạnh đột nhiên đọc nhầm thần chú. Một khắc sau, hư ảnh thoáng khựng lại, thấy cảnh này, A Thiến lập tức đấm một cú về phía đầu của hư ảnh. Nhưng nàng ta lại đánh vào không khí. Vì hư ảnh kia đã lùi tới trước mặt thần công. Hư ảnh quay đầu nhìn xuống A Mục bên dưới, A Mục chớp mắt chạy rồi. Thần công ở bên cạnh hư ảnh trầm giọng nói, phải bắt được Diệp Liên kia, chỉ có cô gái này có thể khiến Diệp Huyên phục tùng thôi. Hư ảnh nhìn A Mục và A Thiến, phải giải quyết hai ả này trước đã. Thần công nhìn Vu Thời ở phía xa, lắc đầu, nếu ta ra tay. Người này cũng sẽ ra tay. Hư ảnh im lặng một lát, sau đó gã ta đột nhiên xoay người nhìn về phía truyền tống trận. Lúc này, một ông lão đột nhiên đi ra từ trong truyền tống trận. Thấy ông lão này, hư ảnh ngay người, sau đó nói, Trần lão, ông cũng đến à? Trần lão nhìn xuống dưới, mau chóng bắt lấy Diệp Huyên kia. Hư ảnh trầm giọng hỏi, ý của chủ nhân sao? Trần lão gật đầu, thân phận của tên này không đơn giản. Chúng ta phải khống chế được hắn. Hư ảnh gật đầu, bắt muội muội của hắn là có thể khống chế hắn. Nhưng thực lực của ả bên dưới cũng không thua gì ta. Trần lão nói, người giữ chân, còn lại để ta lo. Hư ảnh gật đầu, được. Nói xong, gã ta lập tức biến mất. A Thiến bên. Dưới trầm giọng nói, người bảo trọng. Nói xong, nàng biến thành một tia sáng trắng bay lên cao. A Mục nhìn về phía chân trời, lúc này, ông lão kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Liên, lão ta đánh một quyền về phía Diệp Liên, một lá chắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Khiên thái cực. Ông lão đánh một quyền lên khiên thái cực rung động kịch liệt, Diệp Liên lùi lại cả trăm trượng. Cả ông lão kia cũng lùi lại mười mấy trượng. Ông lão nhíu mày, một khắc sau, lão ta lại lao tới một lần nữa. Phía xa. Cô gái một chân nhìn về phía tiểu đạo, thiên đạo thật sự sẽ không xuất hiện sao? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, nếu chỉ là thần công, có lẽ nàng sẽ không ra mặt, nhưng những sinh linh hắc ám này xuất hiện, nàng không thể mặc kệ được. Mà bây giờ nàng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một lý do. Cô gái một chân trầm giọng nói, nàng gặp phiền phức rồi. Trên bầu trời Vu Thành, hai bên đã lao vào chiến đấu kịch liệt. Lão Trần liên tục xông về phía Diệp Liên. Nhưng tuyệt nhiên không thể phá được khiên thái cực của nàng. Đúng lúc ấy, nơi chân trời xa xa, A-La vung kiếm lên, đẩy lùi ác ma nhạn và thần đế lại hơn nghìn trượng. A-La xoay người nhìn về phía Diệp Liên, thấy lão Trần lại lao đến, nàng ta bỗng vung kiếm ngang cổ mình. Xẹt! Tiếng xé rách vang lên. Gương mặt già cỗi của lão Trần bỗng biến sắc, bước chân khựng lại. Một dòng máu bất ngờ phụt ra từ cổ họng nứt vỡ. Lão ta lập tức lùi lại hơn nghìn trượng, sau đó quay đầu nhìn về phương xa với vẻ nghiêm trọng. Thần công cũng đánh mắt nhìn sang, cảm thấy sức mạnh của A-La này thật sự là nằm ngoài dự đoán của gã. A-La đi đến bên Diệp Liên, ngẩng đầu nhìn những sinh linh hắc ám đang che dập trời, sắc mặt không thể gọi là đẹp. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta quay sang hỏi A Mục, hắn còn cần bao lâu nữa? A Mục nhìn phần mộ. Nói, thêm một khoảng thời gian nữa. Một khoảng nữa.
A-la chậm rãi nhắm mắt lại, một hồi sau thì mở ra, nhìn về phía chân trời, lui lại. Nàng ta vừa dứt lời, A-mục đã phân phó, phu tộc và thiên tộc lập tức lùi lại. Các cường giả thuộc hai tộc này vội vã làm theo. A-la đưa tay ra, để kiếm vĩnh sinh xuất hiện. Đôi mắt nàng ta nhìn về phía chân trời với vẻ hung ác, kiếm diệt chu thiên. Lời vừa dứt, vĩnh sinh trong tay nàng ta hóa thành một tia kiếm quang phóng vút lên cao. Thần công thấy nó thì biến sắc, vội gầm lên, ngăn nó lại. Gã toan ra tay, nhưng cuối cùng lại không làm gì. Bởi gã cảm nhận được nguy hiểm. Trực giác cho gã biết, gã không đỡ được một kiếm này. Bên kia, lão Trần cũng không làm ra hành động gì để cản thanh kiếm này. Cứ thế, vĩnh sinh phóng tít đến tận chân trời, sau đó hóa thành vô số tia kiếm quang bắn đi khắp bốn phía. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng xé toạc chói tai vang lên không ngừng, vô số sinh linh hắc ám bỏ mạng. Những người ở dưới chân trời nhìn lên. Một kiếm này thật là khủng khiếp quá. Nơi chân trời, cô gái một chân khẽ nói, A-la thật lợi hại. Tiểu đạo gật đầu, không hổ danh là người có chiến lực mạnh nhất Hàn Võ Kỷ. Một kiếm này của A-la thôi đã tiêu diệt ít nhất 100.000 sinh linh hắc ám, khiến bọn chúng nhìn nàng ta với vẻ kiêng dè nặng nề. Thần công hết nhìn A-la bên dưới rồi lại nhìn lão Trần. Thấy lão ta không nói gì, gã lên tiếng, nếu muốn từ bỏ thì ta sẽ đi ngay. Nếu các sinh linh hắc ám không muốn chiến đấu nữa, gã sẽ lập tức rời đi. Bởi vì lấy tình hình hiện tại thì bọn họ đã không còn bất kỳ ưu thế gì nữa rồi. Lão Trần im lặng hồi lâu rồi nhìn về phía truyền tống trận. Chỉ một chốc sau, nó bất ngờ run lên, một bóng người bước ra từ đó. Là một cô gái trong bộ váy đen, thoạt nhìn không khác gì con người. Trong tay ả ta là một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh. Ả vừa xuất hiện, lão Trần đã biến sắc, vội vàng thi lễ, tham kiến hắc kiếm sứ. Ánh mắt ả kia rơi vào người A-la. Một khắc sau, thanh kiếm đen trong tay đã phóng ra, ầm ầm nện xuống như sấm dậy. Bên dưới, A-la cũng rút kiếm đâm lên. Uỳnh! Kiếm quang nổ ra trước mặt A-la. Thân hình hắc kiếm sứ bỗng nhòe đi, trước khi xuất hiện thành vô số tàn ảnh rậm rạp nơi chân trời. A-la chỉ nhẹ nhàng xoay người, hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Ầm! Hai tiếng kiếm minh rít lên bốn phía. Vô số kiếm quang rạch ngang bầu trời, giăng lên khắp nơi như những ngôi sao băng. Chỉ một hồi sau, bầu trời Vu Thành đã trở thành một vùng không gian đen kịt. Lão Trần đang định lên tiếng thì lại có một người nữa bước ra từ hố đen. Đó cũng là một cô gái trong chiếc váy đen, đeo mặt nạ, bên hông dắt trường đao màu đen. Gương mặt nhăn nheo của lão Trần lại biến sắc, vội thi lễ, hắc đao sứ. Cô gái không nói không rằng mà chỉ nhìn vào A-la. Bỗng nhiên, thần công giơ tay chỉ Diệp Liên ở dưới, chỉ cần bắt người này, chúng ta có thể khiến Diệp Huyên phải thần phục. Hắc đao sứ nhìn theo, khẽ nheo đôi mắt, một khắc sau, ả biến mất tại chỗ, chỉ có một tia đao khí dài đến mấy nghìn trượng chém thẳng xuống. A Mục híp mắt, ngăn nó lại. Cường giả hai tộc Phu Thiên vừa hành động thì đám người thần công đã biến mất. Phu tộc và thiên tộc không có ai cả. Diệp Liên nhìn đạo khí kia rơi xuống. Vung tay nâng khiên thái cực lên. Đao đã đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền khắp bầu trời. Khiên thái cực gắng gượng đón lấy đường đao này, nhưng sắc mặt Diệp Liên thoát cái đã trắng bệch. Hắc đao sứ lại tung một đao khác xuống. Duỳnh. Diệp Liên và khiên đều bị bắt phải lùi lại hơn nghìn trượng. Hắc đao sứ đang định tiếp tục ra tay thì một bóng người đã cản lại trước mặt ả. Là cô gái một chân. Hắc đao sứ nhìn nàng ta, không hề nhiều lời mà rút đao chém tới một đường cực nhanh trước khi biến mất. Cô gái kia lại khép hờ mắt, vung tay tung quyền. Duỳnh! Ánh đao bị chặn lại trước mặt nàng ta trước khi vỡ vụn. Lại một quyền nữa từ cô gái một chân biến không gian trước mặt thành một vùng hư vô. Hắc đao sứ khẽ nhíu mày, tay phải rút đao, nhưng lại dùng hai tay cầm đao chém xuống. Uỳnh! Theo đao quang bùng nổ. Cả hai cô gái đồng thời lui bước hơn trăm trượng. Thần công ở chân trời bỗng gầm lên, ngươi lại là đứa nào? Gã sắp phát điên mất rồi. Chỉ bắt một Diệp Huyên thôi mà hết phu tộc quyết tử bảo vệ đến dị thú kinh giúp đỡ,
sao lại có thiên tộc và bất bại A-la nhúng tay, bây giờ lại đến cô gái một chân. Làm sao mà Diệp Huyên lại có nhiều người bằng lòng giúp hắn đến vậy? Đã vậy ai nấy cũng mạnh kinh khủng. Đây là thế giới kiểu gì vậy? Cô gái một chân không buồn để mắt đến thần công mà chỉ đăm đăm nhìn hắc đao sứ. Tay phải ả ta đặt trên chuôi đao, ngưng tụ một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ vào đó trước khi rút nó ra. Xoẹt! Không gian trước mặt cô gái một chân bỗng nứt vỡ. Nàng ta lập tức tung nắm đấm mang theo quyền mang lập lòe đến. Oanh! Không gian bốn phía chấn động kịch liệt, cả hai người một lần nữa thối lui. Trong quá trình đó, cô gái một chân nheo mắt lại, bỗng vươn tay phải lên cao tụ tinh. Lời vừa dứt, vô số ánh sao từ vũ trụ xa xôi bỗng ảo ảo trút xuống bầu trời Vu Thành như thác đổ. Chỉ thoát cái, quyền ấn do vô số ánh sao tụ lại mà thành xuất hiện trên đầu cô gái một chân. Nàng ta nhìn hắc đao sứ, không hề nhiều lời mà tung đấm. Quyền ấn tuôn trào. Hắc đao sứ nheo mắt, bất thình lình rút đao khỏi vỏ rồi vung ra một nhát chém cực mạnh. Xoẹt xoẹt. Từng tiếng xé rách không ngừng vang lên khi vô số đao khí lần lượt ập vào quyền ấn. Uinh uinh. Tiếng nổ ầm vang liên miên không dứt. Đúng lúc ấy, cô gái một chân biến mất, hắc đao sứ theo sát. Tốc độ của họ đã đạt đến trình độ mắt thường không thể theo kịp. Nơi chân trời, thần công bỗng nói với Lão Trần, gọi người tiếp đi chứ. Lão Trần nhìn lại, sao ngươi không gọi? Thần công gằn giọng, phần lớn cường giả thời đại thiên đạo đã bị phong ấn cả rồi. Nếu Diệp Huyên không ra mặt thì họ căn bản không xuất hiện được. Lão Trần không nói gì. Thần công, phần lớn cường giả hiện nay đều đã bị cuốn vào, chúng ta có thể thừa dịp này tiêu diệt chúng, bằng không chúng sẽ trở thành họa lớn. Lão Trần đánh mắt nhìn xuống dưới rồi quay lại hố đen trên không, im lặng một hồi mới lên tiếng, thượng chủ. Sau đó, hố đen kia chấn động. A Mục ở dưới thấy vậy thì không khỏi sạm mặt. Vẫn còn cường giả đến nữa ư. Rốt cuộc họ là thế lực gì vậy? Đúng lúc ấy, một bóng người áo đen bất thình lình xuất hiện trước mặt thần công không xa. Khi nhìn thấy người này, tiểu đạo bỗng cau mày rồi nheo mắt lại như vừa phát hiện ra gì đó, không phải sinh linh hắc ám, ngay cả ta cũng không biết. Không thuộc thế giới này. Bỗng đồng tử nàng ta co lại, đã phát hiện bí mật của thư phòng. Người áo đen đó bỗng nhìn về phía tiểu đạo, không rõ các hạ có muốn nhúng tay hay không. Nghe vậy, mọi tầm mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ bí ẩn đến tột cùng này. A Mục cũng nhìn theo, nàng ta đã phát hiện sự tồn tại của tiểu đạo từ trước nhưng không lên tiếng nhờ vả. Bởi nàng ta biết, nếu tiểu đạo muốn ra tay thì đã ra tay, còn nếu đối phương không muốn thì nàng ta có nói gì cũng vô ích. Tiểu đạo nhìn lại người áo đen, người thấy thế nào? Đối phương cười, chúng ta đã điều tra về các hạ, tuy không rõ lai lịch nhưng cũng biết cô đang bị trọng thương. Nếu ra tay vào lúc này, cô sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Bản thân cô phải hiểu điều đó. Tiểu đạo bật cười, còn điều tra ta à? Thú vị đấy. Người áo đen gật đầu, chúng ta đã điều tra về tất cả cường giả ở thế giới này. Người phụ nữ kia không còn ở đây, sẽ không ai có thể uy hiếp chúng ta nữa. Hắn ta dừng lại một thoáng rồi nói, cô xem như một nửa vậy. Nhưng không sao, cô trọng thương đồng nghĩa với không thể gây uy hiếp quá lớn. Nhưng chúng ta cũng không muốn trêu vào các hạ, chỉ cần cô không nhúng tay vào, chúng ta sẽ không phải xích mích. Tiểu đạo, nếu ta cứ muốn nhúng tay thì sao? Người kia gật đầu, xin mời chỉ giáo. Tiểu đạo bật cười, xem ra ta cũng phải chọn phe rồi. Người áo đen, không có người phụ nữ kia, hắn chẳng còn yêu thế nữa. Tiểu đạo chớp mắt, vậy sao? Đối phương lạnh nhạt đáp, nếu các hạ muốn nhúng tay, xin mời chỉ giáo. Khóe miệng tiểu đạo khẽ cong lên trước khi nàng ta biến mất tại chỗ. Hai bóng mở vụt qua nơi chân trời. Sau một khắc im lặng, một tiếng nổ huỳnh kinh thiên động địa bộc phát. Người áo đen thoát cái lui lại hơn nghìn trượng. Sau khi dừng lại, không gian sau lưng hắn ta chấn động kịch liệt trước khi dạn vỡ. Thấy vậy, đám người thần công không khỏi sạ mặt. Đặc biệt là ác ma nhạn và thần đế đã có chút hối hận, bởi cả hai không ngờ rằng sẽ có nhiều cường giả ra mặt giúp đỡ Diệp Huyên đến vậy. Nếu không có các cường giả mà thần công đưa đến, ác ma tộc và thần linh tộc căn bản không đủ để họ nhét kẽ răng. Có điều,
tuy hối hận nhưng họ đã không còn đường lui nữa. Xa xa, người áo đen chậm rãi siết tay lại, khẽ nói với Tiểu Đạo, không ngờ cô lại mạnh đến vậy. Tiểu Đạo cong môi, vậy sao? Đối phương cười, nhưng quyết định nhúng tay vào việc này của cô là không sáng suốt chút nào. Nói xong, hắn chậm rãi bay lên, một gương mặt quỷ xuất hiện trước hắn, không gian khắp đất trời bỗng nhòe đi. Nụ cười dần tắt trên môi Tiểu Đạo, sức mạnh không thuộc về thế giới này. Người áo đen cười to, kiến thức của các hạ thật là uyên bác. Đoạn, hắn ta nhẹ nhàng bấm tay về phía nàng ta, đi. Mặt quỷ kia bỗng bay vút ra, như nuốt gió mà bành trướng lên đến hơn trăm trượng. Nơi nó đi qua, không gian bị biến thành hư vô, trông khủng khiếp vô cùng. Tiểu Đạo bước về trước, vung tay ra, trên ngón tay là ánh sáng màu trắng lấp lóe. Ầm, mặt quỷ kia run lên bần bật khi bị đốm sáng cản lại, nhưng nó không những không tiêu tán, mà ngược lại, đốm sáng của Tiểu Đạo lại mờ dần đi. Tiểu Đạo nheo mắt, bất ngờ thu tay, bị mặt quỷ bao trùm. Những người khác sửng sốt, người áo đen cũng không ngoại lệ. Đúng lúc ấy, quỳnh, mặt quỷ vỡ nát tan tành, Tiểu Đạo xuất hiện, bên người xuất hiện những đốm sáng li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng kẻ áo đen lại thấy. Khi Tiểu Đạo nhìn sang, hắn ta gằn giọng, người che giấu sức mạnh của mình. Người rốt cuộc là ai? Nàng ta vung bàn tay thon lên, xoa sổ một luồng sức mạnh nào đó đi, cười nói, các người tò mò về thân phận ta đến vậy sao? Người áo đen khẽ cười, ta thật sự không hiểu vì sao các hạ cứ khăng khăng phải giúp Diệp Huyên kia. Tiểu Đạo nhìn hắn ta, nụ cười dần biến mất, đơn giản thôi. Vì ta cho rằng các ngươi không có phần thắng. Người áo đen bỗng phá lên cười đến là càn rỡ, không chút kiêng kỵ. Một hồi sau, hắn ta nói, các hạ chẳng biết gì về chúng ta cả. Tiểu Đạo lắc đầu, không, ta biết quá nhiều là đằng khác. Hắn ta lại hỏi, thế ngươi có biết cô gái váy trắng đã rời đi trước kia không? Có biết nàng ta đang phải đối mặt với cái gì không? Tiểu Đạo, ta biết các ngươi cố tình khiêu khích khiến nàng rời khỏi nơi này là để đối phó nàng. Người áo đen gật đầu, một khi đến đó, nàng ta ắt hẳn phải chết. Tiểu Đạo chỉ lắc đầu, ngươi đã nói vậy thì chúng ta không còn gì để giao lưu nữa. Đối phương nhìn nàng ta chằm chằm, ngươi có ý gì? Tiểu Đạo khẽ cười, ý nói các ngươi làm rất tốt, rất tuyệt vời. Người áo đen nhìn nàng một hồi rồi đưa tay ra, trong bàn tay hắn ta. Một thanh kiếm nhỏ toàn thân vàng óng, với điểm đỏ trên mũi kiếm xuất hiện. Không gian bốn phía vỡ vụn thành từng tầng theo sự hiện diện của nó. Những cường giả khác thấy vậy thì tái mặt, nhận ra có biến lớn thì vội vã rút lui. A Mục phía dưới cũng không khỏi cau mày, thần khí gì thế này? Đúng lúc ấy, A Thiến xuất hiện bên người nàng ta, ngẩng đầu nhìn người áo đen kia, nói e rằng họ không đến từ Ngũ Duy. Không đến từ Ngũ Duy sao? A Mục lặng thinh, bởi nàng ta cũng đã nghĩ đến điều này. Đúng lúc ấy, Tiểu Đạo bỗng bật cười, nhưng cũng không phải Lục Duy. A Mục nhìn nàng ta, họ là cường giả Ngũ Duy, nhưng lại có liên quan đến Lục Duy. Tiểu Đạo cười, thông minh. Người áo đen bỗng cười nói, kiếm này đáng lẽ nên đối phó cô gái váy trắng kia, nhưng nàng ta đã đi rồi thì dùng cho ngươi vậy. Hắn ta khép tay lại, đi. Thanh kiếm vàng bay vút ra. Xoẹt. Nơi nó đi qua, đất trời đều bị xé nát. Những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi biến sắc kịch liệt trước sức mạnh khủng khiếp này. Đừng nói giết một người, e rằng hủy diệt hết thảy hư vô duy độ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay với nó. Tiểu Đạo lại cười mỉm chi, dùng món đồ chơi này để đối phó nàng ta. Chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Vừa dứt lời, nàng đưa tay ra. Để một thanh phi đao xuất hiện. Một khắc sau, nó đã lao ra. Quỳnh. Đao quang và kiếm quang va chạm, biến nơi chân trời thành một vùng đen nhánh. Không gian nơi đó đã bị vùi lấp rồi. Sau khi thanh kiếm vàng trở về trong tay người áo đen, hắn ta nhìn vết nứt trên thân nó mà tỏ vẻ kinh hãi. Nó vốn không đến từ vũ trụ này, vậy mà lại nứt ra. Hắn ta nhìn Tiểu Đạo với vẻ nghiêm trọng, ngươi rốt cuộc là ai? Vào lúc này, thân hình Tiểu Đạo bỗng mờ dần đi. Người áo đen biến sắc, vung thanh kiếm vàng lên đâm về trước, kiếm mang chói lóa như vầng dương tuôn ra. Tiểu Đạo chỉ chập ngón tay lại,
cầm lấy phi đao rồi đưa ra. Phi đao chém thẳng và kiếm mang. Quỳnh! Kiếm mang nát bét trong nháy mắt. Giây tiếp theo, phi đao đã vạch ngang cổ người áo đen. Xoẹt! Đầu hắn ta bay ra, nhưng linh hồn đã chuồn đi vào giây phút thân xác bị hủy diệt. Tiểu đạo đang định ra tay với linh hồn hắn ta, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra từ không gian đen đặc phía sau thần công. Tiểu đạo nhíu mày, một khắc sau, quyền ấn đã lao ra từ không gian truyền tống. Nàng ta nhẹ nhàng làm động tác vạch tay. Rắc, quyền ấn vỡ vụn, nhưng tiểu đạo cũng lùi lại hơn mấy trăm trượng. Nàng ta dừng lại, đôi mày khẽ nhíu, sắc mặt cũng tái đi mấy phần. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn vào không gian ấy. Từ truyền tống trận trong đó, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc áo bào đen rộng thùng thình, hai tay chắp sau lưng, giữa chân mày có một chữ ám nho nhỏ. Sinh linh hắc ám vừa nhắc thấy ông ta thì đồng loạt dừng tay, khom mình thi lễ tham kiến vô thiên tôn chủ. Nghe thấy bốn chữ cuối, tiểu đạo không khỏi cau mày, bởi nàng ta biết người đàn ông này. Ở thời đại thiên đạo, ông ta cũng là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, từng tuyên bố muốn tiêu diệt thiên đạo, biến vũ trụ ngũ duy thành hắc ám giới, vì vậy đã tự đổi tên thành vô thiên. Trong hắc ám giới, sức mạnh của ông ta đứng hàng thứ ba. Người này từng bị thiên đạo trấn áp, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Chẳng lẽ thiên đạo thật sự gặp chuyện rồi? Tiểu đạo cau mày. Nếu có thêm thời gian, nàng có thể điều ra rõ ngọn ngành. Sau khi vô thiên bước ra, hắc kiếm sứ và hắc đao sứ đồng thời xuất hiện sau lưng ông ta, nhưng ánh mắt vẫn dán vào A-la và cô gái một chân ở nơi xa. A-la nhìn lại với vẻ vô cảm, kiếm vĩnh sinh trong tay run run, sẵn sàng rời vỏ bất kỳ lúc nào. Cô gái một chân duy trì vẻ bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng. Vô thiên nhìn tiểu đạo cô nương, hắc ám giới chúng ta chưa từng có thù oán với cô, vì sao lại phải xen vào việc này? Tiểu đạo chỉ cười, ta thích thì ta làm thôi. Vô thiên, thượng chủ của các ngươi đâu? Năm ấy hắn đánh với thiên đạo một trận, đã khôi phục chưa? Vô thiên cười, đa tạ cô nương quan tâm, thượng chủ rất khỏe mạnh. Tiểu đạo, thực lực của các ngươi không thể gây uy hiếp đến thiên đạo, nhưng lại dám ngang nhiên xuất hiện ở vũ trụ này. Có người chống lưng cho các ngươi. Vô thiên, chẳng lẽ không được? Tiểu đạo hạ giọng, thiên đạo đã gặp chuyện. Vô thiên, cô nói thử xem. Tiểu đạo cười, bản lĩnh thật lớn. Lặng lẽ chuồn ra, lặng lẽ khiến thiên đạo gặp chuyện, lại còn khiến cô gái váy trắng kia phải rời khỏi thế giới này. Lợi hại. Vô thiên nhẹ giọng, tiểu đạo cô nương à, lấy kiến thức của cô, hẳn là biết công dụng của thư phòng kia nhưng lại không cướp lấy nó, ta đây thật tò mò vì sao. Tiểu đạo nhún vai, ta sợ chết. Vô thiên cười, cô nói cô gái váy trắng kia sao? Tiểu đạo, các ngươi định đối phó với nàng ta thế nào? Vô thiên mỉm cười, nếu là ở thế giới này, chúng ta còn kiêng kỵ ba phần, tiếc rằng nàng ta một mực tự cao tự đại. Không xông vào thượng giới thì hơi khó, nhưng chỉ cần nàng ta đến đó, ắt chỉ có một con đường chết. Tiểu đạo không nói gì, chỉ lặng lẽ mặc niệm cho phía trên vì đã đánh giá thấp người phụ nữ kia. À không, thật ra ai cũng đánh giá thấp nàng cả, bao gồm cả tiểu đạo. Thật ra không phải tiểu đạo đánh giá thấp nàng ấy, mà là nàng ta không biết đối phương mạnh đến đâu. Mà đến nàng ta cũng không biết, thì người đó phải kinh khủng thế nào. Đừng nói chi thế giới này, ngay cả gia tộc của tiểu đạo nàng cũng không dám đắc tội với một nhân vật như vậy. Đúng lúc ấy, vô thiên bỗng cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta không muốn làm kẻ thù của cô. Chỉ cần cô không ra tay, chúng ta sẽ không xúc phạm. Tiểu đạo, nếu ta muốn ra tay thì sao? Vô thiên, không giấu gì cô nương, hôm nay chúng ta phải mang Diệp Huyên đi. Hắn đã là nhân chủ, lại còn có quan hệ sâu sắc với tiên tri, chúng ta bắt buộc phải làm vậy. Khi cô gái váy trắng còn ở đây, chúng ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bây giờ đã không ai có thể bảo vệ hắn nữa. Tiểu đạo cô nương tuy rất mạnh nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Vừa dứt lời, đã có khí tức cực mạnh truyền ra từ hố đen sau lưng ông ta. Chỉ trong phút chốc, 11 cường giả áo đen đã xuất hiện sau lưng vô thiên. Sắc mặt tiểu đạo đanh lại. Cả A-la và cô gái một chân cũng có phản ứng tương tự. Sức mạnh của 11 người này có lẽ đã tiếp cận cả ba người họ.
thêm cả nhóm Vô Thiên nữa, bọn họ sẽ bị đàn áp hoàn toàn, bất kể là về số lượng hay chất lượng. Vô Thiên cười, xin lỗi, chúng ta đây người đông thế mạnh. Vậy à? Bỗng, một tia kiếm quang giáng xuống. Khi nó tản đi, một ông lão xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão cổ của Kiếm Tông. Ông nhìn. Vô Thiên, nghe nói các ngươi đông người. Ông đưa tay, để một thanh kiếm nhỏ phóng lên cao, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ. Vào giây phút thấy cổ lão xuất hiện, thần sắc tiểu đạo rõ ràng hòa hoãn đi không ít. Ông lão này mà không ra mặt, chuyện này khó mà thu xếp được. Đối với thế lực cổ xưa như Kiếm Tông, ngay cả nàng ta cũng chỉ biết một chút chuyện. Bởi vì nơi tọa lạc của bọn họ quá đặc biệt, người ngoài căn bản không biết đến. Mà vì sao tiểu đạo lại biết thì phải nhắc đến nhóc con màu trắng. Năm ấy, nàng ta cũng từng cao ngạo biết bao, khi nhìn thấy nhóc ta, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là bắt đi. Tiếc rằng tiểu đạo đã quên bên người nhóc còn có cô bé nọ, người đàn ông áo xanh và cả cô gái mặc áo bào trắng. Đó là một trải nghiệm hết sức bi thảm. Người đàn ông áo xanh năm ấy chính là tông chủ Kiếm Tông. Nếu nói có người ở vũ trụ này có thể ngăn cản được cô gái váy trắng, thì y là một trong số đó. Nhưng vấn đề là hai người họ đều có dính líu đến Diệp Huyên. Nghĩ đến vậy, tiểu đạo cảm thấy không biết phải nói gì. Chấm chấm chấm. Nơi chiến trường, Vô Thiên hỏi cổ lão, ông từ đâu mà đến? Ông lão chỉ cười nhạt, muốn mang thiếu tông chủ của chúng ta đi đâu ư? Đã hỏi ý Kiếm Tông chúng ta chưa? Vô Thiên cau mày, Kiếm Tông, thứ gì? Uỳnh. Bất thình lình, tiếng kiếm ngân rít lên ở vùng không gian xa xôi nơi chân trời. Tất cả mọi người rối rít nhìn theo hướng đó, chỉ thấy 12 tia kiếm quang đang vùn vụt lao đến, chỉ chốc lát đã xuyên qua không gian, xuất hiện giữa chiến trường. Khi nhìn thấy 12 bóng người xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm tiểu đạo đều biến sắc kịch liệt. Bởi bọn họ đều là kiếm tu, đều là phàm kiếm. Tuy 11 người trong đó chỉ mới đến phàm kiếm tầng 1, nhưng chỉ thế thôi đã kinh khủng biết nhường nào. Mà kiếm tu dẫn đầu kia lại đã đạt đến phàm kiếm tầng 2 đỉnh cao. Quan trọng nhất là bọn họ đều đã đến chúa tể cảnh đỉnh cao. Bên cạnh A Mục, A Thiến lên tiếng, bọn họ từ đâu đến? Giọng nàng ta khẽ run vì kích động. A Mục tròn mắt nhìn, từ nhà ta đó. Thấy A Thiến nhìn sang. A Mục nhăn nhở cười, cô không nghe ông lão kia nói hở. Thiếu tông chủ nhà chúng ta, phu thị của ta là thiếu tông chủ của họ, nên bọn họ cũng thuộc về nhà ta. A Thiến, từ khi nào mà ra mặt cô dày dữ vậy? A Mục, A Thiến, ta và cô là tỉ muội đúng không? Tỉ muội ruột thịt luôn, A Mục gật đầu. Vậy thì họ cũng là của nhà chúng ta. A Mục nhìn A Thiến. Khi nhìn thấy 12 người mới xuất hiện, sắc mặt Vô Thiên cũng trở nên khó xem vô cùng. 12 kiếm tu, đã vậy còn là phàm kiếm, còn là chúa tể cảnh. Bọn chúng từ đâu mà đến? Sắc mặt thần công cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn muốn buột miệng chửi thề. Vẫn chưa hết à? Rốt cuộc là tên Diệp Huyên ấy có bao nhiêu người giúp đỡ vậy? Đã thế ai nấy đều biến thái như nhau. Chẳng lẽ hắn là thiên đạo chuyển thế? Cho dù đúng vậy thì cũng không thể khoa trương vậy chứ. Ác ma nhạn và thần đế cũng trưng ra vẻ sương xỉa. Sự xuất hiện của 12 người này khiến họ hiểu ra vì sao nhóm tiểu đạo khăng khăng phải ra mặt giúp Diệp Huyên. Sau lưng hắn không chỉ có cô gái váy trắng. Hắn rốt cuộc là ai? Chấm chấm chấm. Cổ lão nhìn người đàn ông đi đầu, Cổ Nghiệt sư huynh, Lục Vân Tiên sư huynh đâu? Người tên Cổ Nghiệt cười đáp. Huynh ấy có nhiệm vụ trong người, ta mới đến đây. Cổ lão hạ giọng, còn tông chủ. Cổ Nghiệt, đã đi đến một nơi rất xa. Đoạn ông ta nhìn khắp nơi một vòng, tiểu sư đệ đâu rồi? Cổ lão chỉ vào phần mộ ở xa, tiểu sư đệ đang cấp tốc đột phá luân hồi cảnh. Cổ Nghiệt nhìn theo với vẻ kinh ngạc, phàm kiếm tầng 2. Thấy cổ lão gật đầu, ông ta bật cười, quả nhiên là tài năng kinh người. Sau đó, ông ta quay sang Vô Thiên, ngươi vừa hỏi Kiếm Tông ta là thứ gì sao? Để ta nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, ông ta đã hóa thành kiếm quang, biến mất tại chỗ. Vô Thiên biến sắc, chắp hai tay lại, ám giới vô biên.
một tia sáng đen bao phủ lấy ông ta và Cổ Nghiệt trong nháy mắt. Nào ngờ, kiếm quang đã xé nát tia sáng đen, xuất hiện trước mặt Vô Thiên. Vô Thiên nheo mắt, giẫm mạnh chân phải, vực. Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy kiếm quang. Kiếm quang run lên bần bật, phá hủy vực kia. Vô Thiên hốt hoảng, vội vàng lui về sau nhưng đã chậm, bị một kiếm này chém vỡ thân xác. Linh hồn ông ta bay vút đi tận nghìn trượng. Cổ Nghiệt cầm trường. Kiếm trong tay, cười hỏi Vô Thiên, đã biết kiếm tông chúng ta là gì chưa? Vô Thiên nhìn chằm chằm vào ông ta, vậy ngươi có biết sau lưng chúng ta là ai không? Cổ Nghiệt chỉ cười, kiếm tông bọn ta không sợ bất kỳ ai. Vừa dứt lời, ông ta quay lại nói với 12 kiếm tu, giết. Bọn họ lập tức hóa thành những tia kiếm quang lao vút đi. A Mục ở dưới bỗng nói, cường giả Vu tộc, tấn công, không để sót. A Thiến cũng cất giọng theo, cường giả Thiên tộc nghe lệnh, giết không bỏ sót. Dị thú kinh cũng dẫn dắt bầy dị thú lao ra. A La nhẹ nhàng vung tay, quân đoàn bất bại sau lưng nàng ồ ạt xông lên. Lần này, thế lực bên Diệp Huyên đã hoàn toàn áp đảo. Bởi vì chiến lực của 12 kiếm tu kia quá kinh khủng, bọn họ có thể lấy một địch 10, gần như vô địch trong cùng đẳng cấp. Áp đảo hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám thần công thay đổi kịch liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa giờ nữa, bọn họ sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Đúng lúc ấy, Vô Thiên gầm lên, rút. Họ đã đánh giá đối thủ quá thấp, không thể không rút lui. Nghe hiệu lệnh, vô số cường giả hắc ám giới cuống quýt rời đi. Ác ma nhạn và thần đế cũng xoay người. A Mục la lên, ngăn họ lại. Cổ Nghiệt hóa thành một tia kiếm quang bay vút về phía Vô Thiên. Ông ta thấy vậy thì không chút chần chừ, xoay người biến thành một tia sáng đen rồi mất dạng trong truyền tống trận không gian, bởi ông ta biết mình không phải đối thủ của Cổ Nghiệt. Bọn hắc kiếm sứ cũng rời đi. Chỉ trong chốc lát, cường giả hắc ám giới đã rút đi như thủy triều về biển, nhưng số lượng bị giết cũng rất nhiều, rơi rụng từ trên cao xuống như một trận mưa. Máu tươi nhiễm đỏ chân trời. Khi Cổ Nghiệt lao vào truyền tống trận không gian kia, 12 kiếm tu cũng muốn vào theo, nào ngờ đã nhìn thấy một tia kiếm quang bay ra. Khi nó tản đi, người đứng đó chính là Cổ Nghiệt. Ông ta nhìn truyền tống trận đã biến mất, khẽ nói, sức mạnh không đến từ thế giới này. Cổ lão xuất hiện bên cạnh ông ta, dõi mắt nhìn theo, có rất nhiều thế lực đang nhằm vào thiếu tông thủ. Cổ Nghiệt quay đầu nhìn phần mộ, nhân quả trên người cậu ấy không đơn giản, chẳng trách tông chủ lại muốn đích thân đi. Cổ lão hạ giọng, tông chủ đang lo chuyện cho thiếu tông chủ. Cổ Nghiệt gật đầu. Cổ lão nghe vậy thì cau mày, ngay cả tông chủ cũng không thể giải quyết ư. Cổ Nghiệt, không đơn giản như vậy. Sắc mặt cổ lão không khỏi trầm xuống. Ông ta biết rõ thực lực của tông chủ thế nào, nếu người ấy cũng không thể giải quyết thì mọi chuyện có hơi lớn rồi. Đúng lúc ấy, tiểu đạo xuất hiện bên cạnh Cổ Nghiệt, hỏi tông chủ của các ngươi đâu? Cổ Nghiệt cười đáp, đã đi nơi khác từ rất lâu rồi. Tiểu đạo khẽ cau mày, cô bé kia và nhóc màu trắng cũng theo cùng. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Cổ Nghiệt, cô nương biết bọn họ. Gặp mặt mấy lần, nàng ta gật đầu. Cổ Nghiệt, chúng ta cũng đã rất lâu rồi không gặp lại tông chủ. Nói xong, ông ta nhìn xuống thi thể những sinh linh hắc ám bên dưới, cô nương có biết chúng do ai thả ra không? Tiểu đạo, hẳn là có người thượng giới nhúng tay vào. Cổ Nghiệt cau mày, chúng ta chưa bao giờ để ai từ trên đó xuống đây. Tiểu đạo nhìn sang, các ngươi vẫn luôn canh gác sao? Thấy ông ta gật đầu, nàng ta nói, vấn đề không nằm ở các ngươi. Cô nương có ý gì? Tiểu đạo nhìn vào lòng vũ trụ, hẳn là có người lẻn vào từ nơi khác. Khi nào các ngươi trở về, tốt nhất nên kiểm tra một phen. Không đúng. Như nghĩ đến gì đó, đôi mắt nàng nheo lại, các ngươi nên cẩn thận một chút mới phải. Cổ Nghiệt hạ giọng, ý cô nương là bọn họ có thể đang nhằm vào chúng ta. Tiểu đạo gật đầu, ngũ duy kiếp giáng xuống, lòng người hỗn loạn, đây chính là cơ hội cho họ ra tay. Cổ Nghiệt do dự một hồi mới hỏi, cô gái váy trắng kia đã đi thật rồi. Thấy tiểu đạo gật đầu, ông ta thở dài. Cô gái kia vốn là người duy nhất ở vũ trụ này có thể trấn áp người của chư thiên vạn giới, nhưng nàng đã đi rồi, mọi chuyện càng trở nên phiền toái.
Tiểu Đạo, các ngươi có thể đến đây được không? Cổ Nguyệt lắc đầu, không được. Nếu chúng ta rời đi, vũ trụ sẽ càng nguy hiểm. Tiểu Đạo cau mày, lấy thực lực của các ngươi cũng không thể tiêu diệt những thứ kia ư. Cổ Nguyệt cười khổ, đối phương chưa từng trực tiếp giao thủ cùng chúng ta mà một mực ẩn nấp. Nhưng chỉ cần chúng ta thoáng lơ là, bọn họ sẽ ngóc đầu ra, thật sự không biết phải làm sao. Tiểu Đạo hạ giọng, không thể giết qua chỗ ấy. Cổ Nguyệt lắc đầu, từng thử rồi, nhưng nơi ấy quá hỗn loạn, lại còn xa xôi vô cùng. Bọn họ cứ ẩn nấp khắp nơi như vậy, chúng ta cũng đành chịu. Tiểu Đạo, các ngươi rút về đi. Thấy Cổ Nguyệt nhìn sang, nàng ta nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hiểu không? Cổ Nguyệt nheo mắt, bọn họ sẽ ra tay với chúng ta sao? Tiểu Đạo hạ giọng, họ không có sức mạnh để làm vậy, nhưng nếu chơi chiêu thì sao? Cổ Nguyệt yên lặng một hồi, lần này đến đây, vốn định mang tiểu sư đệ đi, ta. Tiểu Đạo lắc đầu, mang hắn đi mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng. Nàng ta nhìn phần mộ, nhẹ giọng nói, thư phòng kia do tiên tri mang đến, mà người này. Dùng lời của cô bé kia, đúng là một tên quỷ quyệt. Nghe được lời này của Tiểu Đạo, Cổ Nguyệt không khỏi trợn mắt, tên quỷ quyệt là sao? Tiểu Đạo, là vô cùng mưu mô xảo trá. Cổ Nguyệt, Tiểu Đạo bỗng nói, ông đã gặp gì trong truyền tống trận kia? Cổ Nguyệt hạ giọng, một sức mạnh khổng lồ, người ra tay không thuộc về thế giới này. Tiểu Đạo khẽ cau mày. Cổ Nguyệt nhìn về phần mộ nơi xa, khẽ nói, tiểu sư đệ ở lại đây quá nguy hiểm. Tiểu Đạo lại lắc đầu, đây là con đường do hắn tự chọn. Cổ Nguyệt mỉm cười, giống như tông chủ năm ấy. Được, ta sẽ không đưa hắn đi. Ông ta ôm quyền với những người khác, chư vị, chúng ta thân còn mang nhiệm vụ, xin cáo lui trước. Nếu có cơ hội, mời chư vị đến kiếm tông làm khách. Chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, ông ta và 12 người phía sau đã hóa thành kiếm quang, biến mất ở cuối vũ trụ. Những người khác nhìn họ rời đi mà trợn mắt há mồm, ai nấy đều rúng động vô cùng. 12 kiếm tu phàm kiếm là một đội hình đáng sợ thế nào, nghịch thiên thế nào. Nhóm Hạo Thiên cũng không khỏi run sợ, nghĩ thầm may mà không liên thủ với ác ma nhạn, bằng không e rằng thiên tộc đã đến ngày tàn. Giờ phút này, vũ trụ ngũ duy không ai là không biết đến hai chữ kiếm tông. Bên dưới, A Mục đi đến trước dị thú kinh. Khẽ thi lễ, đa tạ cô nương đã đến tương trợ. Ân tình này, chúng ta ghi khắc trong lòng. Dị thú kinh thấp giọng nói, ta ở lại vu tộc được chứ? A Mục mở to mắt, rồi vội vã nói, tất nhiên là được. Cô nương ở đây, cần gì cứ việc nói. Dị thú kinh nhìn phần mộ, gật đầu, chờ hắn ra đã rồi nói sau. Được, A Mục gật đầu. Nàng ta biết sở dĩ dị thú kinh đến hỗ trợ là vì Diệp Huyên. Bởi mặt mũi vu tộc còn chưa lớn đến vậy. Sau đó, A Mục lại đến thi lễ trước A-La, đa tạ A-La cô nương đến tương trợ. A-La thu kiếm, khẽ nói, người nhà cả, không cần như vậy. A Mục mỉm cười, ta biết rồi. Nhưng dù sao thì giúp là giúp, cho dù nguyên nhân có là gì, vu tộc và Diệp Huyên cũng nên cảm ơn một tiếng. A Mục lại nhìn sang Tiểu Đạo và cô gái một chân, chỉ nghe Tiểu Đạo nói, đừng vui mừng quá sớm. Những người đó sẽ không từ bỏ. A Mục gật đầu, ta biết mà. Tiểu Đạo cô nương, ta có thể hỏi cô vài câu được không? Tiểu Đạo, cô muốn biết lai lịch của những người đó. Phải, A Mục gật đầu. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, thần công kia là chính thần ở thời đại thiên đạo. Vào lúc ấy, có tổng cộng 109 vị chính thần, là những cường giả đứng đầu thời đại. À phải. Một vài tổ tiên của vu tộc và thiên tộc cũng từng là chính thần lúc ấy. Nghe vậy, hai người A Mục cũng có phần kinh ngạc. A Mục, tổ tiên vu tộc chúng ta ư? Bởi vì chênh lệch nhau tận một thời đại nên hiểu biết của các nàng về họ cũng chẳng được bao nhiêu. Tiểu Đạo gật đầu, trong các chính thần, tổ tiên vu tộc các ngươi là những người sở hữu thực lực hàng đầu. Khi bọn họ càng lúc càng mạnh, lại càng bành trướng. Có những chính thần đã muốn diệt trừ hiểm họa lớn nhất với họ thiên đạo. A Mục hạ giọng, bọn họ đã ra tay trước sao? Tiểu Đạo, chính thần ra tay vì muốn chống lại trời cao. Phải nói rằng khi họ liên thủ với nhau, ngay cả thiên đạo cũng không đánh lại. Tiếc rằng thiên đạo lại thông minh hơn, dùng kế chia rẽ từ trong nội bộ, lại còn bất ngờ ra tay giết chết hai chính thần mạnh nhất. Cứ như thế,
các chính thần bị nàng ta đùa bỡn đến chết. A Mục, Tiểu Đạo tiếp lời, theo ta được biết, Thiên Đạo đã phong ấn 29 vị chính thần tại Bất Chu Thần Sơn này, nếu họ được thả ra thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà thần công lại muốn làm điều đó. Để làm được, chỉ có thể do Tiểu Đạo hoặc Nhân Vương ra tay, mà người trước rõ ràng là không thể nào. Vì vậy, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Huyên. Nàng ta dừng lại một chút trước khi tiếp lời, điều ta lo lắng nhất là nếu có người thượng giới giúp đỡ gã. A Mục trầm giọng, những sinh linh hắc ám kia cũng đến từ thời đại Thiên Đạo, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, phải, đều đến từ thời đại ấy, hơn nữa còn xuất hiện sớm hơn cả nhóm thần công nữa. Thượng chủ hắc ám giới kia thì lại xuất hiện ở vũ trụ này cùng lúc với Thiên Đạo, thực lực không thể khinh thường. Năm ấy, Thiên Đạo còn có thể áp chế, mà bây giờ... A Mục, Thiên Đạo đã gặp chuyện gì ư? Tiểu Đạo lắc đầu, chắc chắn là vậy, nhưng nàng ta sẽ không có mệnh hệ gì, bởi nàng ta thông minh đến đáng sợ. A Mục gật đầu, ta hiểu rồi. Nhưng thư phòng kia không phải do tiên tri tạo ra ư? Vì sao lại thành vật của thượng giới rồi? Tiểu Đạo nhìn sang, nó đúng là do tiên tri tạo ra, nhưng hắn lại không phải người của vũ trụ này. Hơn nữa, bên trong ấy cũng có những thứ không thuộc về nơi này. A Mục, tiên tri rốt cuộc là ai? Tiểu Đạo lắc đầu, ta sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi nó không mang lại lợi ích gì cho ngươi. A Mục im lặng. A Thiến bỗng hỏi, nói cách khác, người ở thượng giới cũng muốn thư phòng này. Tiểu Đạo, phải. A Thiến, nếu chúng ta cho họ thì sao? Tiểu Đạo lãnh đạm đáp, đừng ký thác hy vọng sống còn vào sự nhân từ của kẻ địch. Và đừng xem thường tiên tri. Ván cờ mà hắn dùng mạng để đánh liệu sẽ đơn giản sao? A Thiên cũng im lặng. Tiểu Đạo nhìn hai cô gái, hai người đều là người thông tuệ, biết nhìn ra trông rộng. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, tiên tri và Thiên Đạo đều là những kỳ thủ cừ khôi, các ngươi thuận theo tự nhiên là được, đừng nghĩ đến việc phá cục, bọn họ tuy không có ý hại ngươi, nhưng nếu các ngươi ngu dốt cứ muốn phá cục thì chính là tự tìm đường chết. Hiểu chưa? A Mục gật đầu, hiểu rồi. Tiểu Đạo lại nói, nếu hai người có thể hợp tác thì cũng là chuyện tốt với hai tộc. A Mục bỗng hỏi, Kiếm Tông đang chống lại thứ gì? Tiểu Đạo khẽ đáp, một thứ vô cùng nguy hiểm. Nếu không có họ cản nó lại, vũ trụ này sẽ tiêu đời trước thời hạn. Vừa nói, nàng ta vừa ngẩng đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm bủa vây. Tuy nơi này từng xuất hiện những chủng tộc mạnh mẽ và cường giả siêu quần, nhưng so sánh với toàn thể vũ trụ, nó vẫn quá nhỏ bé. Rồi nàng ta xoay gót rời đi, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. A Mục bỗng nhẹ giọng nói, nàng ta lại càng bí ẩn hơn. A Thiến gật đầu, không sai. A Mục nhìn về chân trời, chúng ta không thể cứ đợi Kiếm Tông đến giúp mãi được. A Thiến nhìn sang, người định làm gì? A Mục, thời khắc nguy ngập nhất đã đến rồi. A Thiến nheo mắt. Chúng ta giữ nó lại là để đối kháng với ngũ duy kiếp. A Mục chỉ cười mà không nói. Sau một hồi im lặng, A Thiến bỗng thốt lên, người nói phải, nếu không qua được ải này thì còn ngũ duy kiếp gì nữa chứ? Đi thôi. Cả hai xoay người rời đi. Diệp Liên quay lại nhìn phần mộ, trong mắt toát ra vẻ lo âu. Trong khu mộ, ông lão trông mộ nhìn lên chân trời, thấp giọng thở dài. Ông tiếp tục cầm chổi quét đất một hồi rồi đi đến trước một ngôi mộ, nơi đó có đặt hai sâu kẹo hồ lô. Tấm bia của ngôi mộ ấy không khắc chữ gì. Một hồi lâu sau, ông ta thấp giọng thở dài, nhìn thứ vũ khí được đặt trước mộ. Nó trông như một cây gai, lẳng lặng nằm đó như chờ đợi chủ nhân tỉnh dậy. Ông lão nhìn nó một hồi, khẽ nói, tính thời gian, cũng nên kết thúc rồi. Nói xong, ông xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Trong lòng vũ trụ, một cô gái mặc váy dài trắng lướt đi trong không gian, hai tay nàng chắp lại sau lưng, giữa mày mang theo nét anh khí, bên hông dắt một hồ lô rượu. Bỗng nhiên nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua ngân hà, nhìn đến một nơi xa tít tắp. Sau đó, một tia kiếm quang xuất hiện nơi đáy mắt nàng. Cô gái cau mày, đi ư. Sắc mặt nàng ta bỗng chốc trở nên dữ tợn, ngươi yên tâm, ta thì không. Dứt lời, nàng ta tung quyền ra. Quỳnh, theo sức mạnh từ nó, cả một mảng trời hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với hủy diệt, vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện.
Từ không gian đen nhánh, một lực thôn tính mạnh mẽ bỗng nhào về phía nàng, nhưng lại không tạo nên được thương tổn gì. Một hồi sau, cô gái xoay người mà đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong biển sao mịt mờ. Mà nơi ấy hoàn toàn ngược lại với phương hướng nàng bước đi ngay từ đầu. Chấm chấm chấm. Trên một thảo nguyên nào đó, có một cô gái ngồi xổm bên bờ sông trong vắt thấy đáy. Nàng ta đang nghiêm túc đếm từng chú cá nhỏ dưới sông. Đúng lúc ấy, một hư ảnh hình người xuất hiện cách đó không xa, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Cô gái ngẩng đầu, cười nói, ta đã nói rồi, sẽ không chạy đâu. Hư ảnh, ta vẫn luôn tò mò, vì sao các hạ không phản kháng? Vì sao phải phản kháng? Đợi ở đây vừa nhàn nhã lại tự do, tốt vô cùng. Hư ảnh hạ giọng, cô đã từng đi gặp hắn. Cô gái gật đầu, đúng hơn là gặp người phụ nữ kia. Ta vốn muốn giữ nàng lại, nhưng nàng chẳng thèm đếm xỉa gì ta. Hư ảnh, cô sợ nàng ta. Cô gái cười, vì sao phải sợ chứ? Ta đây là người tốt, chưa từng làm gì có lỗi với nàng. Hình như các hạ không phải người cơ mà. Cô gái lắc đầu, chỉ cần ta muốn thì có thể là người thôi, nhưng ngươi nói ta là gì khác cũng được. Hư ảnh im lặng một hồi, phong ấn hắc ám giới đã được giải trừ hoàn toàn, là do chúng ta làm. Cô gái nhoẻn môi cười, làm tốt lắm. Hư ảnh. Nơi bờ sông, hư ảnh lặng lặng đứng. Cô gái đối diện bỗng nhẹ nhàng vươn tay, bắt được một chú cá nhỏ. Nàng ta nhoẻn miệng cười, chạm nhẹ vào đầu cá rồi thả nó về sông. Nhưng con vật kia lại không muốn đi, cứ bồi hồi bơi trước mặt nàng ta, lúc lắc cái đuôi như đang biểu đạt điều gì đó. Hư ảnh bỗng lên tiếng, các chính thần bị cô phong ấn kia sắp thoát ra rồi. Cô gái cười, ra thì ra thôi. Hư ảnh cau mày, cô không quan tâm. Chúng sinh đều có số, ta quan tâm thì được ích gì. Hư ảnh nhìn nàng ta chằm chằm, vậy sao? Tin hay không tùy ngươi. Nàng cười nói rồi đứng dậy rời đi. Để lại hư ảnh im lặng nhìn theo. Thái độ của nàng ta, từ lúc bị bọn họ tìm thấy cho đến giờ, quá kỳ lạ. Không hề phản kháng dù chỉ một chút. Chắc chắn có gì đó bất thường ở đây. Nghĩ vậy, trong đôi mắt hư ảnh nhìn theo cô gái bỗng dâng lên sát ý. Bỗng nhiên, cô gái đang đi ở nơi xa dừng bước, cười nói, muốn giết ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Khoan nói đến việc gì khác, chỉ như ngươi thì có 10.000 người cũng vô dụng. Nếu muốn thì đi tìm chủ tử sau lưng ngươi trước đi. Hư ảnh im lặng hồi lâu, cuối cùng không ra tay mà xoay người rời đi. Cô gái nói đúng, gã không có năng lực giết nàng. Đầu kia, cô gái chậm rãi bước tiếp, trong tay cầm theo chú cá nhỏ. Một hồi lâu sau, nàng ta bỗng dừng lại, nở nụ cười với nó, kho hay hấp sẽ ngon hơn nhỉ. Nói xong, nàng ta bắt đầu nhóm lửa. Chấm chấm chấm. Trong vùng không gian đen nhánh nọ, Vô Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, phía sau là đại quân hắc ám kéo dài vô tận. Thần công ở bên ông ta, sắc mặt âm u vô cùng. Thất bại rồi. Theo dự đoán của gã, kế hoạch bắt Diệp Huyên lần này có 9 phần thành công, nào ngờ lại có quá nhiều cường giả xuất hiện giúp đỡ hắn như vậy, đặc biệt là kiếm tông. 12 kiếm tu phàm kiếm là một thế lực cỡ nào chứ? Còn cả cô gái váy trắng kia nữa. Vì sao Diệp Huyên lại được nhiều cường giả chống lưng như vậy? Đúng lúc này, Vô Thiên mở bừng mắt. Thần công nhìn sang, tiếp theo phải làm sao? Vô Thiên im lặng. Ông ta vô cùng kiêng kỵ kiếm tông. Thần công lại nói, ta cho ông hay, Diệp Huyên kia tài giỏi ngút trời, hiện nay đã đến phàm kiếm tầng 2. Lấy thiên phú của hắn, cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, chúng ta muốn bắt sẽ khó như lên trời. Vô Thiên nhìn thần công, ngươi ngăn được kiếm tông ư? Ngăn được tiểu đạo ư? Thần công vô cảm, sau lưng ông không có người nào à? Gọi ra đi, chúng ta cùng hợp tác. Vô Thiên chậm rãi khép mắt, thần công, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, cục diện hiện giờ đã không nằm trong tay chúng ta nữa, mà phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Tiểu đạo không nói tiếp nữa. Vô Thiên nói đúng, bọn họ đã không còn bất kỳ ưu thế nào. Đúng lúc ấy, một hư ảnh xuất hiện trước mặt Vô Thiên. Ông ta hỏi, phía trên nói thế nào? Hư ảnh, họ sẽ tìm cách kéo kiếm tông đi. Vô Thiên hạ giọng, còn tiểu đạo nữa. Sức mạnh à ta khủng khiếp vô cùng, lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực.
Thần công bỗng xen vào, các người có biết thân phận thật của ả ta không? Hư ảnh, chúng ta vẫn đang điều tra. Thần công cau mày, đến các người mà cũng không biết à? Đối phương gật đầu, ả ta quá bí ẩn. Thần công do dự một hồi, thiên đạo thì sao? Hư ảnh, nàng ta không để tâm, dường như không muốn nhúng tay vào. Thần công lại gần giọng nói, không đúng. Hư ảnh nhìn sang, thấy mặt gã trầm hẳn xuống, ả ta là kẻ quỷ quyệt, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Hư ảnh gật đầu, chúng ta biết, nhưng cũng không có cách nào. Thần công nhìn lên, vì sao không dứt khoát giết ả, diệt trừ hậu hoạn. Hư ảnh lãnh đạm hỏi lại, người có biết phải hy sinh những gì để làm điều đó không? Thần công im lặng. Ả ta không chỉ có trí tuệ, mà ngay cả sức mạnh cũng đáng gờm. Giết ư, nói dễ hơn làm. Hư ảnh, nhưng ả không nhúng tay vào cũng tốt, chúng ta cũng không phải phân tâm trông chừng. Việc cần kíp hiện giờ là đối phó Kiếm Tông, Diệp Huyên và Tiểu Đạo. Gã ta nhìn thần công, người có điều tra về tên Diệp Huyên kia chưa? Thần công gật đầu, đã điều tra. Sau lưng hắn hẳn không còn ai, đúng chứ? Thần công im lặng một hồi mới đáp, theo những gì ta biết, chỗ dựa chủ yếu của hắn là cô gái váy trắng. Nhưng ả ta đã rời đi, nếu các ngươi có thể ngăn cản Tiểu Đạo và Kiếm Tông, muốn giết Diệp Huyên cũng không phải việc khó. Kiếm Tông? Hư ảnh hỏi, chắc chắn không còn ai khác chứ? Thần công gật đầu, chắc chắn. Chúng ta đã tìm hiểu cặn kẽ về cường giả thế giới này, nên ra tay với ai trước cũng đã làm, còn lại thì hoặc không đáng để bận tâm, hoặc đã không còn. Kẻ địch lớn nhất hiện nay chỉ có Kiếm Tông và Tiểu Đạo, cả A-La nữa. Gã dừng lại một thoáng, phụ tộc và thiên tộc cũng không thể xem thường, bọn chúng nhất định có dấu bài tẩy trong tay. Theo ta, hư ảnh bỗng nói rồi biến mất. Thần công và vô thiên nhìn nhau một cái rồi đi theo. Khi dẫn cả hai đến một vũ trụ nọ, hư ảnh đưa tay ra. Chiếc đĩa màu đen trong tay gã bắn ra, phóng một chùm tia sáng đen lên cao, thẳng vào lòng vũ trụ. Đợi một hồi, thần công hỏi, thượng sứ đang làm gì? Thượng sứ đáp, nhờ người giúp đỡ. Thần công đang muốn mở miệng thì chợt thấy chùm sáng kia biến mất, bèn cau mày. Thượng sứ, sẽ có người đối phó Tiểu Đạo và Kiếm Tông, nhưng số còn lại phải do chúng ta giải quyết. Thần công, thật sự sẽ được sao? Kiếm Tông không phải hạng đơn giản. Thượng sứ lạnh nhạt, lợi hại đến mấy thì liệu sẽ bằng phía trên sao? Thần công gật gù rồi cùng thượng sứ quay lại nhìn vô thiên, ám chủ của các người và vị thượng chủ kia có thể ra tay chứ? Vô thiên không nói. Thượng sứ lạnh lùng, chúng ta đã giúp các ngươi giữ chân thiên đạo, tạo cơ hội cho hắc ám giới các ngươi. Nếu bỏ lỡ lần này, các ngươi muốn trở mình lần nữa thì khó như lên trời. Vô thiên mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì không gian trước mặt đã rung động. Ông ta khẽ ngẩn ra, đoạn nói với thượng sứ ta cần chút thời gian. Thượng sứ, bao lâu? Vô thiên hạ giọng, 3 ngày. Thượng sứ gật đầu, vậy 3 ngày sau gặp lại. Gã ta lập tức biến mất. Thượng sứ đi rồi, vô thiên nói với thần công, người tin gã không? Thần công lạnh nhạt nói, dù sao thì mục đích của họ là Diệp Huyên, đúng chứ? Vô thiên gật đầu, không có mâu thuẫn với chúng ta. Thần công, đối thủ của các ông và chúng ta đều là thiên đạo. Vô thiên khẽ nói, chuẩn bị đi, 3 ngày sau gặp lại. Ông ta nói xong thì cũng rời đi, để lại thần công trầm tư tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Tại chiến trường cổ, ác ma nhạn đứng trên đỉnh núi, kế bên là thần đế. Thần đế bỗng nhẹ giọng nói, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ác ma nhạn, chúng ta không thể tiếp tục ra tay nữa. Thần đế nhìn sang, chỉ nghe nàng ta nói, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Thần đế, là thế nào? Một tia phức tạp lóe lên trong mắt ác ma nhạn, người không phát hiện ra ư. Đã có thế lực bên ngoài nhúng tay vào vũ trụ này rồi. Mục đích của bọn họ còn là Diệp Huyên. Nếu ta không đoán sai, họ chắc chắn cũng đang nhằm vào thư phòng. Chúng ta lại không thể so bì về thế lực với họ, nếu cứ tiếp tục nhằm vào Diệp Huyên. Sẽ chỉ biến thành con tốt thí cho kẻ khác mà thôi. Nàng ta dừng lại một thoáng, hơn nữa, những sinh linh hắc ám và chính thần như thần công, ban đầu là do ai phong ấn? Thiên đạo, mà hiện nay, thiên đạo lại không có ý muốn xen vào.
Thần đế hạ giọng, cứ tiếp tục hợp tác với thần công, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của thiên đạo. Ác ma nhạn gật đầu, trước mắt, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là án binh bất động, theo dõi tình hình. Nàng ta thấp giọng thở dài, nhắm vào Diệp Huyên là một lựa chọn sai lầm. Hy vọng vẫn còn kịp sửa chữa. Chấm chấm chấm. Phu tộc. Diệp Liên vẫn kiên trì trông giữ trước phần mộ, chờ Diệp Huyên đi ra, nhưng lại chẳng nghe được động tĩnh gì. Đúng lúc ấy, không gian trước mặt nàng chấn động. Diệp Liên cau mày, đưa mắt nhìn về phần mộ, sau đó lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. A Mục và A Thiến xuất hiện cạnh nàng. A Mục cũng nhìn theo, tỏ ra kinh ngạc, hắn còn nhanh hơn ta tưởng. Diệp Liên, sắp xuất hiện rồi sao? A Mục gật đầu, hẳn vậy. Diệp Liên cũng gật đầu. A Mục và A Thiến nhìn nhau với vẻ nghiêm trọng trong mắt. Diệp Liên bỗng hỏi, bọn họ sẽ không dừng lại, đúng không? A Mục gật đầu, nếu họ tiếp tục ra tay, chứng tỏ đã có cách đối phó kiếm tông. Sắc mặt nàng đan lại, xem ra phải tiếp tục nghênh chiến tới cùng rồi. Chấm chấm chấm. Hiệu cầm đồ thiên đạo. Ngày hôm ấy, có một ông lão áo đen bước vào. Tóc ông đã ngả hoa râm, tay trái cầm gậy đầu rồng, chân phải hơi thọt, miệng không ngừng ho khan, tựa như người đã sắp gần đất xa trời. Bên trong, tiểu đạo ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy đối phương, là ông. Ông lão khẽ cười, bao năm không gặp, tiểu đạo cô nương vẫn giữ phong thái như xưa, mà lão già này đã đặt một chân vào quan tài rồi. Tiểu đạo, ngay cả ông cũng thuận theo họ. Ông lão nhẹ giọng nói, để sống thêm được ít lâu, phiền tiểu đạo cô nương ở trong hiệu cầm đồ cùng già này trong mấy ngày tới vậy. Chúng ta không ai ra tay với ai, cô thấy thế nào? Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo im lặng. Vẻ mặt tiểu đạo rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Nàng ta không ra tay, bởi vì nàng ta biết, có ra tay cũng không có nghĩa lý gì cả. Với thực lực hiện tại của nàng ta không thể làm gì ông lão trước mắt này được, và ngược lại đối phương cũng thế. Im lặng một chốc, tiểu đạo nhẹ giọng nói, tướng thần, ông đã từng có công không nhỏ với vùng vũ trụ này, năm đó thiên đạo nề tình ông, chủ động giúp đỡ. Ông lão bỗng nói, không đủ. Tiểu đạo nhìn về phía tướng thần, lão ta cười nói, tiểu đạo cô nương, năm đó ta giúp thiên đạo phong ấn lại những chính thần kia, trận chiến ấy đã khiến ta bị thương rất nặng, không chỉ bị thương ngoài da thịt, mà là hao tổn đến bản nguyên của ta. Ta có thể sống đến giờ đã là vô cùng may mắn. Nói xong, lão ta cười, thiên đạo giúp đỡ ta, nàng không nợ ta gì cả, và ta cũng vậy. Tiểu đạo thấp giọng, ông cũng biết hôm nay ông đến đây cản ta thì sẽ phải nhận lại một số nhân quả. Tướng thần gật đầu, biết, vì thế ta chỉ đồng ý đến cản tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cô nương không ra tay, chúng ta sẽ bình an vô sự, sau khi chuyện đã thành, lão hủ sẽ đến nhận tội với tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo không nói gì thêm, nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài hiệu cầm đồ, trong mắt ánh lên một tia lo lắng. Nàng ta đã đánh giá thấp đối phương. Nếu đối phương đã có thể cho người đến ngăn cản nàng, thì chắc hẳn cũng có cách cản được kiếm tông. Diệp Huyên kia phải đối mặt như thế nào? Chấm chấm chấm. Ngục tối vô biên, bên bờ sông, cô gái một chân đang giặt đồ. Cô gái một chân đột nhiên quay đầu nhìn, trước mặt nàng ta không xa là một cô gái cầm hắc đao. Hắc đao sứ. Hắc đao sứ nhìn cô gái một chân, sau đó, ả ta đột nhiên vung đao. Chấm chấm chấm. Đại Hoang Quốc, A-La đứng trước đại điện, cách nàng ta không xa có một cô gái cầm hắc kiếm trong tay. Bên cạnh ả ta còn có một người chim này cầm hai tay cầm hai búa, thủ thế tấn công. A-La nhìn cả hai, nếu đã đến, vậy thì chôn ở đây đi. Nói xong, kiếm trong tay nàng ta đột nhiên xuất khỏi vỏ. Chấm chấm chấm. Vu tộc, A-Mục đi đến nhà thờ tổ của Vu tộc. Trong nhà thờ này cung phụng tất cả các đời tổ tiên của Vu tộc. Trong nhà thờ tổ có một người, là đại tế ti đời trước của Vu tộc. Đại tế ti đời trước quỳ gối trước một linh bài, im lặng không nói gì. A Mục đi đến bên cạnh rồi khẽ gọi, Lâm Tiên tế ti. Lâm Tiên mở mắt ra, ta cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. A Mục gật đầu, ta biết. Lâm Tiên nhìn về phía A Mục, hối hận không? A Mục lắc đầu, không. Lâm Tiên cười, tại sao? Phải biết từ khi ngươi kết giao với Diệp Huyên này,
Vu tộc chưa từng nhận được ích lợi gì. Mà bây giờ Vu tộc phải dốc hết toàn bộ lực lượng để ngăn cản tai họa cho hắn. A Mục nhẹ giọng nói, hắn là Vu thị của ta, cũng là người của Vu tộc chúng ta. Lâm Tiên nhìn A Mục, không nói lời nào. A Mục cười, Lâm Tiên tế ti, ban đầu ta chọn hắn đúng là muốn mượn sức hắn để giúp đỡ Vu tộc, tất nhiên bây giờ cũng vậy. Chuyện này ta chưa từng giấu hắn. Lâm Tiên nói, ước nguyện ban đầu của ngươi là vì Vu tộc, mà bây giờ, Vu tộc có thể sẽ bị tiêu diệt vì hắn. A Mục bỗng hỏi, hắn có từng phản bội Vu tộc chưa? Lâm Tiên lắc đầu. A Mục cười, nếu chưa từng phản bội Vu tộc, vậy sao Vu tộc ta lại phụ hắn? Phàm là người Vu tộc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hôm nay, đừng nói là hắn, cho dù là bất kỳ người Vu tộc nào đi nữa, dù chỉ là một con dân bình thường của Vu tộc, ta cũng sẽ không bỏ rơi người đó. Lâm Tiên nhìn A Mục, một chốc sau, nàng ta nhẹ giọng nói, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. A Mục trầm giọng nói, Lâm Tiên tế ti, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lâm Tiên cười, ta đã đi đâu? Nghe thế, A Mục nở nụ cười. A Mục quay đầu nhìn những lệnh bài của tổ tiên Vu tộc, nàng ta chậm rãi quỳ xuống rồi khẽ nói, các đời tổ tiên, nếu mọi người có linh, trận đại chiến sắp đến hãy hiển linh giúp đỡ ta. Ta dập đầu với mọi người. Nói xong, nàng ta dập đầu xuống. Lâm Tiên, Thiên tộc, A Thiến đứng trên tường thành, sau lưng nàng ta là Hạo Thiên, A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên liếc nhìn A Thiến, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A Thiến khẽ lên tiếng, muốn nói gì thì cứ nói đi. Hạo Thiên thấp giọng thở dài, thần sư. Ta cảm thấy lần này chúng ta không cần phải kết giao dính líu gì với Diệp Huyên này hết. Ta đã nhìn rõ rồi. Tên này lắm chuyện phiền toái quá. Cổ Chiến Thiên cũng gật đầu, thần công và hắc ám giới chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy có kiếm tông, nhưng chúng ta thực sự không cần phải liều mạng vì Diệp Huyên kia. Hạo Thiên nhìn về phía A Thiến, thần sư nghĩ thế nào? A Thiến cười đáp, thư phòng. Hạo Thiên khẽ nhíu mày, thần sư có ý gì? A Thiến khẽ đáp, người phía trên muốn thư phòng của Diệp Huyên, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thư phòng cực kỳ phi thường. Cổ Chiến Thiên bỗng hỏi, chúng ta phải đoạt lấy thư phòng đó. A Thiên lắc đầu, thư phòng này không phải thứ chúng ta có thể có được. Nói xong, nàng ta xoay người lại nhìn cả ba, rồi nói, tính đến bây giờ, Diệp Huyên có rất nhiều quan hệ với tiên tri, mà tiên tri để lại thư phòng này mục đích là để đối phó Ngũ Duy Kiếp. Chúng ta có hai lựa chọn, một là cướp lấy thư phòng, hai là hỗ trợ Diệp Huyên bảo vệ nó. Mà chúng ta không có năng lực cướp đoạt thư phòng, nếu như giúp bên phía thần công. Thì các ngươi đừng quên còn một người. Hạo Thiên nhíu mày lại, ai? Thiên Đạo. Thiên Đạo. Nghe vậy, mọi người đều khẽ biến sắc. A Thiến lại khẽ nói tiếp, thần công cùng những sinh linh ở hắc ám giới kia đều là thứ Thiên Đạo từng phong ấn khi trước. Nếu chúng ta đứng về phe thần công, thì chẳng khác nào đứng ở phía đối địch với Thiên Đạo. Hạo Thiên bỗng nói, nhưng đến giờ Thiên Đạo vẫn chưa từng lộ diện. A Thiến gật đầu, vì thế chúng ta chỉ có thể đánh cược thôi. Nói xong, nàng ta lại nhìn ba người, ta đứng về phía Diệp Huyên. A Bố Tạng bỗng lên tiếng, ta cũng đứng về phía Diệp Huyên. Hạo Thiên và Cổ Chiến Thiên nhìn A Bố Tạng. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, cục diện bây giờ nếu chúng ta chỉ muốn đứng trung lập lo thân mình thì cũng không phải không được, nhưng chư vị phải rõ một điều, Ngũ Duy Kiếp sắp đến, phía trên lại có người nhúng tay, trong tình huống này, lỡ như ngày sau phía trên lại muốn chúng ta phục tùng họ thì sao? Khi đó ai đến giúp đỡ chúng ta? Còn nữa, Ngũ Duy Kiếp mà đến, Thiên tộc ta có năng lực một mình chống đỡ không? Chúng ta buộc phải có cho mình một đồng minh. Mà đồng minh này chỉ có Diệp Huyên là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hiện tại hắn cần chúng ta giúp đỡ, mà nếu chọn phía trên, chúng ta có thể sẽ trở thành con tốt bị lợi dụng. Hạo Thiên trầm giọng nói, nhưng bây giờ cô gái váy trắng đứng sau Diệp Huyên đã rời đi, chúng ta giúp hắn. Nếu như kiếm tông bị người phía trên ngăn cản, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. A Thiến cười bảo, vì thế chúng ta mới phải đánh cược. Hạo Thiên cười khổ, nếu cược thua, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. A Thiến nhẹ giọng nói, dù sao Ngũ Duy Kiếp cũng sắp đến, không sớm thì muộn thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía cuối chân trời, truyền lệnh xuống,
tất cả cường giả thiên tộc đi đến vu tộc, không ai được ở lại. Ngoài ra, trong tộc các ngươi có lá bài tẩy nào cũng đều lấy ra hết. Lần này chúng ta phải cho người đời biết thực lực chân chính của thiên tộc. Cho dù diệt vong, chúng ta cũng phải tỏa ra hào quang sáng chói nhất. Ba người Hạo Thiên hơi thi lễ, tuân lệnh. Nói xong, ba người lặng yên thối lui. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cường giả của thiên tộc đều chạy đến vu tộc. Chấm chấm chấm. Trên đỉnh một ngọn núi lớn nào đó, có một cô gái cầm kiếm đang đứng lặng yên, cô gái mặc bộ váy màu lam nhạt, mái tóc thướt tha bay trong gió. Cô gái đứng ngạo nghễ trên đỉnh non cao. Ở bên ngoài ngàn trượng sau lưng nàng, nơi chân trời có một thanh kiếm, dưới thanh kiếm có thể loáng thoáng thấy được vài tòa cung điện to lớn, xung quanh cung điện thỉnh thoảng lại có tiếng kiếm reo vang. Mà trước một tòa cung điện nào đó có đặt một pho tượng người đàn ông áo xanh, trên bả vai y có một nhóc màu trắng, tất nhiên nó cũng được tạc thành tượng. Người đàn ông áo xanh chắp tay phải ra sau, mắt nhìn về phía chân trời, trong đôi ngươi loáng thoáng tia thô bạo. Mà nhóc màu trắng trên vai khẽ tựa đầu vào người y, hai mắt khép hờ, như thể đã ngủ say. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ nơi chân trời xa xôi, nơi tiếng kiếm vang lên, không gian lại cuộn sóng kịch liệt, trông vô cùng đáng sợ. Nghe tiếng kiếm ngân như thế, cô gái đứng trên đỉnh núi đột nhiên quay đầu lại, lúc này, có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt nàng ấy, đó là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sư tỷ, những tên kia đã hành động rồi. Cô gái chau mày lại, bọn chúng dám sao? Lục Vân Tiên nặng nề đáp, e là có người muốn ngăn chúng ta lại. Nói xong, y dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, cổ nghiệt nói, có thế lực ở thượng giới nhằm vào tiểu sư đệ, lần này chúng có động tác lớn như vậy, e là muốn ngăn cản chúng ta. Tiểu sư đệ sợ là đã gặp nguy. Tiểu sư đệ, nghe ba chữ này, vẻ mặt của cô gái khẽ thay đổi. Lục Vân Tiên nhìn cô gái, có cần phái người đi dẫn tiểu sư đệ về đây không? Một mình hắn ở đó thực sự rất nguy hiểm. Cô gái lắc đầu, hắn đã nói chờ tên kia tự tìm đến. Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, một tia kiếm quang xuất hiện, người đến chính là Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt trầm giọng nói, kiếm giới gặp nguy rồi. Lục Vân Tiên khẽ nhíu mày, nguy. Cổ Nghiệt gật đầu, nặng nề nói, đối phương không chơi bẩn như trước nữa, mà là đang điên cuồng tấn công vào kiếm giới. Nói xong, nàng ta lại nhìn cô gái kia. Cô gái bỗng ra lệnh, truyền lệnh, tất cả đệ tử kiếm tông xuất chiến. Nói xong, nàng ấy lập tức xoay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi chân trời xa xôi. Mà ở kiếm tông, vô số đạo kiếm quang phóng lên trời, trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời đã bị ánh kiếm bao trùm. Chấm chấm chấm. Hư vô duy độ. Hôm ấy có một người đàn ông trung niên xuất hiện trên vùng trời của Vu Thành, người đến chính là Thần Công. Thần Công nhìn Vu Thành ở phía dưới cười nói, hôm nay không ai đến cứu ngươi được nữa rồi. Vu Thành. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công, lúc này, bên cạnh gã bỗng xuất hiện một người đàn ông. Vô Thiên. Mà sau lưng Vô Thiên còn có 11 cường giả siêu cấp, toàn bộ đều là chủ tế cảnh. Ngoài ra còn có 10 cự linh hắc ám cùng với hơn 100 âm linh hắc ám. Phía sau bọn chúng còn có 10 truyền tống trận to lớn đen kịt, bên trong những truyền tống trận đang có hàng loạt sinh linh hắc ám không ngừng tuôn ra. Chưa tới một chốc, toàn bộ bầu trời Vu Thành đã bị lấp kín bởi những sinh linh hắc ám này. Bên dưới, A Thiến đứng cạnh A Mục bỗng nói, không nhận được tin gì từ A La và tiểu đạo sao? A Mục gật đầu. A Thiến nhẹ giọng nói, xem ra bọn chúng đã ngăn cản được các nàng rồi. A Mục khẽ gật đầu, chỉ đành dựa vào bản thân thôi. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, rồi cười bảo, không ngờ chúng ta từng là kẻ địch không đội trời chung, hôm nay lại phải đồng sinh cộng tử. A Thiến khẽ mỉm cười, đúng là không ngờ thật. Hai cô gái nhìn nhau cùng nở nụ cười. Vô Thiên ở phía chân trời bỗng lên tiếng, đại tế ti vu tộc, hắc ám giới ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi. A Mục bỗng ngẩng đầu nhìn Vô Thiên rồi cười bảo, ngươi muốn đánh thì đánh thôi. Muốn đánh thì đánh. Vô Thiên híp hai mắt lại, ông ta đang định nói tiếp thì đúng lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng lên từ phần mộ ở nơi xa xa. Mọi người đều đùa nhau nhìn về phía phần mộ kia. Ở lối ra của phần mộ,
có một người đàn ông. Chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, Diệp Liên lập tức chạy đến, nàng dừng lại trước mặt Diệp Huyên rồi hỏi, đột phá chưa? Diệp Huyên cười đáp, rồi. Luân hồi cảnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi, siết chặt hai tay lại, một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng từ trong cơ thể hắn ra, bay vút lên trời cao. Tiếng kiếm ngân vang đất trời. Phía chân trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, sau đó khẽ nói, hắn là Diệp Huyên. Thần công gật đầu, đúng vậy. Vô Thiên khẽ cười nói, Diệp Huyên, chúng ta có thể không giết ngươi. Chỉ cần giao ra thư phòng, chúng ta sẽ tha cho một mạng, ngươi thấy thế nào? Thư phòng. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, thư phòng của tiên tri xuất hiện trên tay hắn, nhìn quyển sách trong tay, hắn cười bảo, xem ra thứ này thật sự không hề đơn giản. Vô Thiên cười nói, nếu ngươi không giao ra thì ngươi cùng bạn bè thân thích đều phải chết. Diệp Huyên kéo Diệp Liên ra sau lưng, hắn đi về phía Vô Thiên rồi nhoẻn miệng cười, hay chúng ta đấu tay đôi đi, nếu ngươi thắng, thứ này sẽ là của ngươi, còn nếu ta thắng, ngươi phải rời đi, thấy sao? Vô Thiên híp mắt lại, ngươi chắc không? Diệp Huyên cười nói, kiếm tu nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, thần công bỗng xen ngang, tuyệt đối không được. Vô Thiên nhìn về phía thần công, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Thần công trầm giọng nói, Vô Thiên, tên Diệp Huyên này gian xảo vô cùng, thực lực của hắn kém xa ngươi, nhưng lại khiêu chiến với ngươi như thế, ngươi có thấy bình thường không? Vô Thiên im lặng. Thần công lại nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu người đã chết vì sự bất cẩn của bản thân. Hơn nữa, bây giờ ngươi chỉ là thể linh hồn, thực lực kém xa khi trước, bây giờ đánh một trận với hắn, nếu hắn giở trò xấu thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vô Thiên nhìn Diệp Huyên ở trước mặt cách mình không xa, ông ta cười mỉa, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn muốn đánh với hắn một trận. Tự tin, sắc mặt thần công lập tức trầm xuống. Bị một kiếm tu trẻ tuổi như vậy khiêu chiến, sao Vô Thiên có thể từ chối được? Đừng nói là Vô Thiên, dù Diệp Huyên khiêu chiến với gã, gã cũng sẽ không từ chối. Đó là sự kiêu ngạo của cường giả. Và là sự tự tin của cường giả. Vô Thiên nhìn Diệp Huyên ở phía chân trời rồi cười bảo, nào, để ta xem thử rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Diệp Huyên cười ha ha, rồi hắn bỗng biến mất tại chỗ. Một tia kiếm quang sắc lẻm chợt lóe lên. Tốc độ hiện tại của Diệp Huyên còn nhanh hơn trước ít nhất 5 lần. Luân hồi cảnh. Sau khi đạt đến luân hồi cảnh, kiếm của Diệp Huyên tất nhiên cũng được cường hóa lên rất nhiều. Vô Thiên ở phía xa vung tay áo, một làn sóng màu đen đột nhiên bắn ra. Kiếm quang của Diệp Huyên bị đánh nát lập tức, nhưng đúng lúc ấy, bản thân Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông ta. Vô Thiên khẽ nhíu mày. Không gian. Chiêu kiếm này Diệp Huyên đã sử dụng đạo tắc không gian. Vô Thiên lập tức vươn tay ra kẹp lấy đường kiếm của Diệp Huyên, nhưng vào lúc ấy, tay trái Diệp Huyên lại đột nhiên xuất ra một kiếm. Kiếm chấn hồn. Nháy mắt kiếm chấn hồn xuất hiện, sắc mặt Vô Thiên bỗng tái đi, lúc này, ông ta đã biết tại sao Diệp Huyên lại chọn mình để đấu tay đôi rồi. Linh hồn. Thanh kiếm chấn hồn này vừa mới xuất hiện. Vô Thiên liền biết nó dùng để khắc chế linh hồn. Chiêu kiếm này Vô Thiên không dám đỡ, thân hình ông ta run lên rồi vội lui về sau, nhưng ngay lúc ấy kiếm chấn hồn lại đột nhiên biến mất. Đạo tắc không gian. Phía xa xa, kiếm chấn hồn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vô Thiên, một khắc sau, kiếm chấn hồn kịch liệt rung lên, một luồng sức mạnh cực đại lập tức khóa chặt lấy Vô Thiên. Bị kiếm chấn hồn khóa lại, trong mắt Vô Thiên đột nhiên co rụt đi. Hai tay ông ta đột nhiên nắm chặt lại thành nắm đất, sau đó tung lên trên. Hai quyền vừa phóng ra, liền có hai cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ tựa làn sóng đánh vào thân kiếm chấn hồn. Nhưng hai luồng lực lượng mạnh mẽ ấy vừa chạm vào kiếm chấn hồn đã bị kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, kiếm chấn hồn vẫn thuận thế đâm thẳng xuống. Thấy cảnh này, trong mắt Vô Thiên đột nhiên co lại, ông ta muốn chạy trốn, nhưng Diệp Huyên bỗng nhẹ giọng nói, định hồn. Vừa dứt lời, một luồng lực lượng linh hồn thần bí trực tiếp khóa chặt lấy linh hồn Vô Thiên, mà lúc này, kiếm chấn hồn chỉ còn cách đỉnh đầu Vô Thiên chừng nửa trượng. Khoảnh khắc này, Vô Thiên chợt thấy hoảng loạn. Vô Thiên đột nhiên gào lên, ra tay. Ông ta vừa dứt lời, một đạo tàn ảnh đột nhiên lóe lên.
kiếm chấn hồn lập tức bị đánh bay. Diệp Huyên ở phía xa vung tay phải lên, kiếm chấn hồn liền đáp xuống tay hắn, hắn nhìn vô thiên ở nơi chân trời, lúc này trước mặt ông ta đã xuất hiện một hư ảnh. Chính là thượng sứ. Diệp Huyên cười nói, đã thống nhất là đấu tay đôi mà. Thượng sứ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn sang vô thiên, tự đại sẽ đẩy ngươi vào chỗ chết. Sắc mặt vô thiên sầm lại, nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút không phục, nếu Diệp Huyên không có kiếm chấn hồn, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng cười bảo, ta không dùng kiếm chấn hồn, chúng ta đấu tay đôi lại, được không? Vô thiên nhìn Diệp Huyên, ông ta híp mắt, đang định đáp lời thì thượng sứ ở bên cạnh chợt lên tiếng, tại sao chúng ta lại phải đấu tay đôi với ngươi? Diệp Huyên nhìn thượng sứ tiếp tục cười nói, Diệp Huyên, bây giờ chúng ta đang dùng thực lực để chèn ép ngươi, tại sao lại phải đấu tay đôi? Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Bốn luồng kiếm quang bỗng xuất hiện trên dưới trái phải thượng sứ. Nhanh đến vô cùng. Xoẹt 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 xoẹt. Nhưng chiêu kiếm nhanh như sấm rền này lại chém vào hư không, khi kiếm quang biến mất, thượng sứ kia đã lùi lại hơn trăm trượng, gã ta còn chưa kịp dừng lại thì thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo. Trước mặt Diệp Huyên, một hư ảnh bỗng lặng yên xuất hiện, Diệp Huyên híp mắt lại, vung kiếm đâm đến. Ầm. Diệp Huyên lập tức lùi lại hơn trăm trượng, hắn vừa dừng chân thì không gian phía sau đột nhiên nứt ra, hai dây xích đen kịt phóng ra từ nơi ấy. Nháy mắt chúng đã khóa chặt lại hai tay của Diệp Huyên, mà lúc này, kiếm Thiên Chu trong tay hắn đột nhiên bay ra, chém thẳng lên hai sợi dây xích. Rầm rầm, hai dây xích lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên khẽ dẫm chân phải xuống, cả người hắn liền hóa thành một bóng mờ biến mất tại chỗ. Xoẹt, xung quanh chợt vang lên tiếng kiếm như muốn xé rách đất trời. Mà gần như cùng lúc ấy, thượng sứ đột nhiên cũng biến mất. Ầm. Phía chân trời bỗng nổ ra một âm thanh đinh tai nhức óc, Diệp Huyên cảm thấy hoa cả mắt, hắn theo bản năng vung ngang kiếm chặn lại, nhưng lại có một cổ sức mạnh vượt ngang qua thanh kiếm, đánh thẳng vào người hắn. Ầm. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà trong quá trình lùi lại đó, hắn vội xòe lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu bỗng bắn ra từ một góc độ vô cùng quỷ dị. Xoẹt. Một tiếng kiếm xé không vang lên, cùng lúc ấy. Một tàn ảnh bị chiêu kiếm nọ chém lùi hơn mười mấy trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, kiếm Thiên Chu đã trở về trong tay hắn, mà lúc ấy, một tàn ảnh lại bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, theo đó là một luồng hàn mang chém thẳng vào cuồng họng hắn. Nhưng Diệp Huyên không hề tránh né, hắn mặc cho luồng hàn quang kia chém lên cổ họng mình. Xoẹt! Vùng da nơi cuống họng chợt nứt ra một chút, nhưng tàn ảnh trước mặt Diệp Huyên lại lập tức bị đẩy ra ngoài hơn trăm trượng. Tàn ảnh đó chính là thượng sứ. Sau khi thượng sứ dừng lại, trước ngực gã ta có một vết kiếm cắt, máu tươi đang rỉ ra từ nơi đó. Thượng sứ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, khẽ nói, công pháp này của ngươi rất kỳ lạ, vậy mà lại chặn được một đòn của ta. Diệp Huyên lau máu nơi cuống họng của mình, trong lòng có chút hoảng sợ, may mà vào lúc mấu chốt hắn đã kích hoạt bất tử chi thân, nếu không bất diệt kim thân của hắn đã không cản hết được một đòn kia của thượng sứ rồi. Không phải là không cản hết, mà là không thể cản được. Thượng sứ nhìn Diệp Huyên, thân thể mạnh mẽ, tu vi kiếm đạo cường đại, không thể không nói người quả thật rất yêu nghiệt. Nói xong, gã ta xòe tay ra, một thanh kiếm nhỏ màu vàng bỗng xuất hiện trong tay gã ta, trên thân kiếm còn có vài vết nứt. Vô thiên đột nhiên khẽ nói, đến lúc hạ màn rồi. Nói xong, gã ta búng tay. Thanh kiếm nhỏ màu vàng kia bỗng bắn ra cùng với một luồng kiếm quang mạnh mẽ. Phía xa xa, Diệp Huyên như gặp đại địch, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng khoảnh khắc thanh kiếm nhỏ màu vàng kia xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại không hề tránh né, cứ mặc cho thanh kiếm đâm vào trước ngực, mà khi thanh kiếm vừa chạm vào cơ thể hắn thì lập tức bị hấp thụ. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Xảy ra chuyện gì? Lúc này... Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng bạo phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Thấy cảnh này, thần công đột nhiên gằn giọng, hắn hấp thụ. Hắn đã hấp thụ thanh thần khí đó. Hấp thụ. Nghe thấy lời của thần công, thượng sứ đột nhiên siết chặt hai tay lại. Diệp Huyên ở nơi xa bỗng dang rộng hai tay, một luồng sức mạnh tựa thủy triều trào dâng đang không ngừng chuyển động trong cơ thể hắn, mà khoảnh khắc ấy,
không gian xung quanh hắn lại rung lên như sóng dập dềnh. Diệp Huyên hít sâu một hơi, thoải mái quá. Thực sự rất thoải mái. Như đã vượt qua được vài chục năm khổ tu vậy. Thượng sứ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người có thể hấp thụ kiếm. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, hình như không được, hay là ngươi thử bằng một thanh thần khí khác đi. Thượng sứ bỗng hét lên, giết, tất cả người ở đây, giết hết không chừa. Vừa dứt lời, những cường giả hắc ám giới sau lưng gã ta đồng loạt vọt vào vu thành ở phía dưới. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn. Khoảnh khắc sinh linh hắc ám lao về phía vu thành đó, A Mục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, lát nữa ta cần một ít tử khí. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay nàng ta cầm pháp trượng màu đen, trong miệng nhanh chóng đọc thầm, dần dần, vô số cột sáng màu đen bỗng phóng lên trời từ trong vu thành. Rầm 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 rầm. Trong khoảnh khắc, vô số sinh linh hắc ám nơi chân trời lập tức bị những cột sáng kia đánh thành thịt nát. Cùng lúc đó, vô số phù văn màu đen đột nhiên bay lên từ trong vu thành, những phù văn nọ đều chứa trong mình sức mạnh cực lớn. Những sinh linh hắc ám kia vừa mới động vào đã lập tức bị nổ tung. Thần hồn câu diệt. Đại trận của vu tộc. Thời khắc này, A Mục không nương tay nữa, dứt khoát lấy ra đại trận hộ tộc của vu tộc. Không còn tiểu đạo, kiếm tông hay A-La, lúc này vu tộc không thể giữ lại một phần sức lực nào nữa. Tất cả các lá bài tẩy đều tung ra. Khoảnh khắc đại trận hộ tộc được kích hoạt, 36 cường giả đột nhiên lao ra từ trong thành. 36 chiến tướng của vu tộc. Ngoài ra còn có 12 thần tướng. Mà phía sau bọn họ là vô số cường giả vu tộc. Nơi chân trời, đại trận hộ tộc vừa xuất hiện, những sinh linh hắc ám kia lập tức bị trọng thương. Nhưng chúng thật sự quá nhiều, quá nhiều. Lúc này, thượng sứ khẽ vung tay phải lên. Phá trận. Vừa dứt lời, vô số u linh hắc ám đột nhiên biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.